Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 10. Chương 91, Nhà máy chế biến thịt người. Tôi đi xuống trước, nắm tay Tiểu Đào theo sau. Bậc thang lâu năm đã bị hơi nước ăn mòn, vừa ướt vừa trơn, mỗi bước đi đều phải rất thận trọng. Vách tường dưới tầng hầm ốp đầy gạch sứ cũ kỹ, đã không còn màu sắc vốn có, bám đầy hơi nước. Trên đầu tôi lâu lâu lại lập lòe một bóng đèn sợi đốt do điện áp không ổn định. Toàn bộ tầng hầm được chia thành hai gian bởi một tấm rèm nhựa, tôi thoáng ngửi thấy phía sau tấm rèm một mùi tanh tưởi, là máu người. Đi mòn gót sắt không tìm được, thì ra hung thủ chân chính lại luôn ở dưới mi mắt chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào rút súng, vẻ mặt nhất thời trở nên cảnh giác. Tôi đưa tay vén bức rèm tiến vào, trên trần nhà treo một hàng móc sắt rỉ sét, loại thường được dùng để treo thịt, có một số vết máu đông trên móc. Trên cái bàn bên dưới, có một túi ni lông dài màu đen, hình như có chứa một người, máu chảy ra từ mép bàn đã tụ lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Trên bàn bên cạnh có một tấm thớt lớn hình tròn, vết dao chồng chất, có vẻ đã được sử dụng rất lâu, ở giữa lõm xuống, ngấm một vũng máu. Cạnh thớt là một loạt dao, có dao chặt thịt, dao lọc xương, chuôi dao bóng loáng, lưỡi dao phát ra khí lạnh thấu xương. Phía dưới cùng là một máy xay thịt được cố định bằng đinh mũ và ốc vít, đầu ra đặt một cái chậu đỏ lớn, bên trong có một ít thịt xay rất khả nghi. Nhìn cảnh tượng này, nhất thời tôi rợn tóc gáy, cảm giác lông gáy từng cọng dựng đứng lên, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Về cơ bản, đây là một xưởng chế biến thịt người. Hoàng Tiểu Đào vội rút điện thoại gọi về cục cảnh sát, trong khi chuông vẫn đang rung, tôi nghe thấy phía sau có tiếng động, hình như là cố ý hạ thấp tiếng bước chân, cả hai đồng thời quay lại. Một bóng người cao lớn mơ hồ xuất hiện phía sau màn cửa, trong tay là một cây gậy to. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cây gậy trực tiếp quét tới từ sau bức màn. Hoàng Tiểu Đào kêu thảm một tiếng, điện thoại văng ra xa, một tia máu bắn vọt từ trán. Nàng lập tức lùi lại một bước, hai tay cầm súng, uy hiếp nói, bỏ vũ khí xuống, nếu không ta bắn. Một cây chày cán bột vừa to vừa dài từ từ khơi cái rèm ra, chiều dài hơn một mét, hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Một người xuất hiện sau rèm cửa, đó chính là Đường Sư Phụ. Nhưng lão phảng phất đã biến thành một người khác, nét mặt không phải là âm trầm khủng bố, mà là đang cười, khóe miệng rớt nước miếng nhìn chằm chằm chúng tôi, giống như hổ đói nhìn thấy con mồi. Lúc đó tôi rất hoang mang, không biết tại sao lão Đường lại xuất hiện sau lưng mà chúng tôi không hề phát hiện. Sau chuyện này mới hối tiếc nhận ra, lúc đi xuống tầng hầm, chúng tôi hoàn toàn bị xưởng chế biến thịt thu hút, không cẩn thận xem xét những chỗ khác bên trong. Thực ra lúc ấy lão Đường đang nấp sau đống giỏ khoai tây và củ cải bằng trúc, chặn đường lui của tôi. Thịt đưa tới rồi. Lão Đường tự lẩm bẩm một mình, mặc dù là giọng của lão nhưng âm điệu lại như là của người khác. Ngươi là ai? Tôi hỏi. Ta chính là người mà các ngươi đang tìm, Mã Kim Hỏa. Lão đáp. Chúng tôi bàng hoàng, Đường Sư Phụ chính là Mã Kim Hỏa. Chẳng lẽ lão bị tâm thần phân liệt? Trước đây không phải tôi không nghĩ tới tâm thần phân liệt nhưng cũng chỉ nghĩ rằng Mã Kim Hỏa là một bệnh nhân tâm thần phân liệt thôi. Có chết cũng không thể ngờ. Mã Kim Hỏa mà chúng tôi luôn tìm kiếm thực ra không hề tồn tại, hắn chỉ là một nhân cách khác của Đường Sư Phụ. Ngươi nói láo, ngươi là Đường Sư Phụ. Ta ra lệnh cho ngươi buông vũ khí xuống, không được làm bừa, trong tiểu khu có rất nhiều cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào lớn giọng nói, tôi chợt nhận ra, nàng cố ý to tiếng như vậy là bởi phát hiện điện thoại rớt trong góc tường đã được kết nối. Hoàng Tiểu Đào đang cố ý thông báo cho cục cảnh sát biết chuyện gì xảy ra, mau tới chi viện. Đường Sư Phụ không thèm để lời nói của nàng vào đầu, từng bước ép tới gần, vẻ mặt tham lam, đói khát. Có lẽ trong mắt lão, chúng tôi cũng chỉ là thịt, chẳng khác gì heo hay trâu bò cả. Tên này không ý thức được mình đang phạm tội, giết người để làm bánh bao ăn, quả thực khiến tôi rùng mình, không rét mà run. Đột nhiên Đường Sư Phụ vung chày cán bột lên, Hoàng Tiểu Đào cũng lập tức nổ súng, khẩu súng văng ra khỏi tay nàng, đạn cũng bắn lệch, chỉ trúng vai trái của lão Đường. Lão cúi đầu nhìn vết thương trên vai, nhe răng trợn mắt hét lên, lại dám làm ta bị thương,
hai con cừu non chết tiệt này. Sau đó điên cuồng vung chảy cán bổ tới. Đường sư phụ vừa cao vừa to, cái chảy trong tay cũng phải nặng mấy chục kg, thế lực mạnh mẽ ép chúng tôi không ngừng lùi lại phía sau, tới tận cái bàn đặt xác người. Lúc lão Đường vung chảy, không cẩn thận đập vào bóng đèn, cái đèn đung đưa trên đỉnh đầu, chập chờn lúc sáng lúc tối, khiến khuôn mặt biến thái của hắn càng trông đáng sợ hơn. Lúc này tôi mới để ý Tiểu Đào đang ôm lấy cổ tay phải, thì ra tay nàng đã bị đập trúng, sưng vù. Nàng nói, để tôi ở lại cản hắn, anh mau tìm cách trốn ra ngoài kêu trợ giúp. Tôi không đi, tôi cự tuyệt. Đừng nói nhảm, anh không có sức chiến đấu, để tỷ bảo vệ cho. Nói xong, nàng liền xông lên. Hai người vóc dáng chênh lệch rất xa, Đường sư phụ trước mặt nàng y như một người khổng lồ, tôi không khỏi lo lắng cho Tiểu Đào. Hoàng Tiểu Đào nắm bắt thời cơ, một cước đá vào bụng lão Đường. Nhưng thân thể lão chẳng hề suy chuyển, chỉ hơi bất ngờ, liền tóm cẳng chân của Tiểu Đào. Ha ha, chân thật là đẹp, nấu lên nhất định rất thơm. Vừa nói, nước miếng của lão rớt xuống chân Tiểu Đào, sau đó một tay vung chảy lên, nhắm đầu của nàng bổ xuống. Tôi thất kinh, suýt nữa thì hét lên. Hoàng Tiểu Đào rất nhanh dựa thế nhảy vọt lên, thân thể xoay nửa vòng giữa không trung, chân còn lại dứt khoát đá thẳng vào cổ lão Đường. Mặc dù cơ thể to lớn, nhưng một cước này cũng khiến Đường sư phụ lảo đảo, lưng đập vào cạnh bàn, miễn cưỡng mới đứng vững. Hắn liền vứt cái chày qua một bên, thuận tay rút ra một con dao vừa nặng vừa sắc. Tiểu Đào thấy tình thế không ổn, vội lui về phía sau. Đường sư phụ mồm miệng đầy nước bọt, mắt bắn ra sát khí, dao bầu trong tay loa lên, bắt đầu chém tới, ép Tiểu Đào tới cái bàn thi thể. Nàng luống cuống đưa tay của quạng, muốn tìm thứ gì đó để ngăn cản, nhưng trên cái bàn chỉ có mỗi cái túi xác chết. Mặc dù tôi rất sợ hãi, nhưng mắt thấy Tiểu Đào có thể bị chém, liền bất chấp cắn răng, nhặt cái chảy cán bột lên, liều lĩnh đập tới đầu lão Đường. Gậy gỗ đập bốp bốp vào đầu lão, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm gậy đánh người, khiến toàn thân run lẩy bẩy. Lão Đường quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, một dòng máu tươi chảy từ trán xuống mũi, khiến vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn. Sao mày bất kham như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dao bầu chém thẳng vào tôi, lưỡi dao phát ra âm phong vù vù. Theo bản năng, tôi đưa chảy lên đỡ, kết quả bị dao gọt mất 1/3, mẹ nó một dao này quá mạnh. Tôi ngẩn ra trong tích tắc, Đường sư phụ đạp tới một cước, trúng vào bụng, tôi lùi lại phía sau mấy bước. Cảm giác trong dạ dày như có lửa đốt, bỏng rát đau đớn, chảy cán bột trong tay cũng không biết rơi đâu mất. Đúng lúc này Tiểu Đào hét lên một tiếng, bất ngờ từ phía sau nhào tới trên người Đường sư phụ, hai tay ghìm chặt cổ lão. Đường sư phụ như con trâu bị bịt mắt, không ngừng lắc lư, dãy giụa, muốn hất văng Tiểu Đào xuống đất. Cuối cùng, hắn dùng thân mình đập lưng vào tường đập 4-5 cái liền, tôi chỉ sợ Tiểu Đào sẽ bị đập chết. Nàng bị đập mấy cái, chẳng còn sức lực, toàn thân buông thõng ngã xuống. Đường sư phụ quay lại, túm tóc nàng lên. Bị nắm tóc kéo ngược ra sau là rất đau đớn, Hoàng Tiểu Đào đưa tay nắm chặt tay lão ta, liều mạng dãy giụa, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Đường sư phụ giơ dao bầu lên cao, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi làm thành bánh bao thịt lớn thơm ngát. Mắt thấy một dao kia sắp sửa chém xuống cổ Tiểu Đào, tôi liều lĩnh rút một con dao róc xương lên, lao tới. Đường sư phụ nghe tiếng chân vội quay lại, nhưng đã quá muộn. Phập một tiếng, con dao nhọn trong tay tôi đã đâm vào lưng lão, lưỡi dao xuyên vào một nửa. Chương 92, trận chiến kinh hoàng. Đường sư phụ cúi đầu xuống, lăm lăm nhìn vào chỗ hông bị dao nhọn đâm. Lúc con dao đâm vào người lão, đột nhiên sợ hãi trong tôi tan biến. Lão dù gì cũng là con người, vẫn có thể bị đánh bại, tôi căn bản không cần sợ lão. Tôi không sợ hãi tới mức lần đầu cầm dao đâm người mà vội vã buông tay, tôi biết con dao chỉ làm tổn thương phần thận của lão. Chưa đủ sức làm lão mất đi năng lực hành động, ngược lại sẽ càng giận dữ hơn. Thời khắc này mà do dự, Hoàng Tiểu Đào chắc chắn bỏ mạng. Bởi vậy tôi siết chặt cán dao, rút về, một luồng máu tươi lập tức phun ra. Đường sư phụ run lên, sau đó hét lớn, bổ dao xuống đầu tôi. Hoàng Tiểu Đào la, Tống Dương, mau tránh ra. Tôi, nhanh như chớp nhảy về phía sau, phát động động U Chi Đồng. Mặc dù đôi mắt này không có khả năng khống chế đối phương, nhưng tôi có thể bắt được từng biến đổi rất nhỏ của cơ bắp, dự đoán phương hướng ra đòn của lão. Vút!
Tôi đã né được một dao của lão trong tích tắc. Đường sư phụ cua dao như điên loạn, nhưng tôi đều suýt sao né được. Lão tức giận, kêu gào như heo bị chọc tiết. Tôi nhắm đúng thời cơ, một dao xuyên thẳng vào ngực lão từ dưới lên, sau đó nhấc dao cắt đứt gân khiến tay phải của lão không thể nhấc lên được nữa. Tay phải lão bị phế, tôi tranh thủ một dao nữa đâm chính xác xuyên qua xương sườn, chọc thẳng vào phổi. Mọi điểm yếu chết người trên cơ thể tôi đều rõ như lòng bàn tay. Trong mắt tôi, lão giống như một mô hình giải phẫu cơ thể người, nắm rất rõ chỗ nào sẽ khiến lão mất đi năng lực hành động. Ta trong mắt ngươi chẳng qua chỉ là thịt làm nhân bánh bao, còn ngươi trong mắt ta chẳng qua là một mô hình giải phẫu, biến thái đấu với biến thái, để xem ai biến thái hơn ai. Lúc này đường sư phụ đã thở không ra hơi, hai mắt hung tợn lườm tôi chằm chằm, như phát ra lửa, tôi khinh miệt cười lạnh, có giỏi thì giết ta xem. Không ngờ tới lão lại ngoan cố chống chịu, đổi con dao sang tay trái, định tiếp tục chém tôi. Nhưng động tác của lão lúc này đã chậm đi rất nhiều, chờ lão chém tới, tôi né sang một bên, chưa kịp thu tay về đã bị tôi đâm xuyên khớp vai tay trái, găm nguyên con dao trên đó. Đường sư phụ hai tay đều bị phế, lão cố hết sức bước mấy bước về phía trước, ba vết thương trên người không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả khăn lẫn tạp dề. Cuối cùng lão quỳ xuống đất, hai mắt trợn ngược ngã ra, rầm một tiếng bất động trên đất. Tất cả đã kết thúc, tôi thở phào một hơi, vội vàng chạy về phía Tiểu Đào, đỡ nàng dậy. Tiểu Đào sợ hãi quá độ, ôm chặt lấy tôi không nói một lời, tôi có thể cảm giác thân thể bé nhỏ của nàng đang run rẩy không ngừng trong lòng mình. Không sao rồi, không sao rồi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng an ủi, để tôi nhìn xem cô bị thương ở đâu. Đỡ Tiểu Đào ngồi dậy, trán nàng đã bị rách một đường, máu đã đông đặc. Cổ tay cũng sưng to, nhưng may mà không ảnh hưởng tới xương cốt. Tôi không xác định là xương sườn của nàng có bị gãy không, nếu gãy mà đâm vào phổi sẽ rất phiền toái, định đưa tay sờ thử, nhưng lại đắn đo. Tiểu Đào hiểu được tâm tư của tôi, dứt khoát nắm tay tôi đặt lên sườn, miệng khẽ rên một tiếng, đại khái là chỗ đó bị thương nặng. Tình thế này rồi chẳng quan tâm xấu hổ nữa, tôi thăm khám một chút, nàng hỏi, xương sườn có gãy không? Không, nhưng cũng có thể bị nội thương. Tôi đáp, anh thì sao, bị thương chỗ nào? Tôi không sao. Ban nãy ăn một cước, khả năng dạ dày chảy máu, bởi cảm giác bỏng rát đã lâu mà chưa tiêu tan, nhưng vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Nàng lại chồm lên ôm lấy tôi, Tống Dương, tôi chỉ sợ anh sẽ bị lão giết. Tôi cảm thấy một dòng nước mắt ấm áp lăn xuống cổ mình. Đầu nàng gác lên vai tôi, tay chọc vào lỗ tai ngứa ngáy. Mặc dù cảm giác ôm nàng rất thoải mái, nhưng giờ không phải lúc ôm ấp, tôi tách nàng ra, nói, mau gọi cấp cứu 120. Tôi không sao mà. Tiểu Đào lắc đầu. Không phải, là để cứu lão. Tôi chỉ đường sư phụ đang nằm dạp dưới đất. Hoàng Tiểu Đào trợn tròn mắt, ý anh là hắn chưa chết. Rõ ràng tôi thấy anh đâm hắn mấy nhát cơ mà. Tôi gọi 120, sau đó sơ cứu qua cho lão Đường, phổi hắn đang chảy máu, toàn bộ lồng ngực đang bị áp lực cao, khiến lão không thở nổi, là chứng tràn khí màng phổi mà y học nói tới. Tôi lật người lão lại, cởi quần áo lót dưới cổ lão, bảo Tiểu Đào tìm cho tôi một cái bút, dùng dao cắt thành ống, tìm một khe hở ở giữa ngực, trực tiếp đâm vào. Áp suất trong phổi lập tứ được giải phóng, đường sư phụ ho khan mấy cái, ọc ra vài ngụm máu, khả năng sẽ cầm cự được tới khi cấp cứu đến. Tôi muốn lão phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời cũng muốn giải tỏa một số nghi vấn trong đầu. Hoàng Tiểu Đào bị sốc, nói, mấy dao của anh đâm vào đều có tính toán. Có thể nói như vậy, tôi không phải cao thủ võ lâm biết điểm huyệt, trong tình huống ấy chỉ có thể nghĩ cách tước đi năng lực hành động của lão. Phải rồi tôi có được coi là tự vệ chính đáng không? Tôi hỏi. Đương nhiên rồi, lúc đó lão hơ dao chém anh buộc phải tự vệ thôi. Vậy tốt rồi. Tôi vỗ ngực, chỉ lo lát nữa cảnh sát tới cho tôi và lão mỗi người một còng tay. Hoàng Tiểu Đào cười, dùng cánh tay thúc tôi, mà dù cho anh tự vệ quá đáng chết người, tôi sẽ hàng ngày đưa cơm cho anh. Cô biết nấu cơm à? Không biết thì không thể học sao? Tiểu Đào bĩu môi. Tôi cười cười, nhưng thâm tâm lại thấy sợ hãi. Sợ hãi không phải bởi vì mới trải qua một trận ác đấu, mà bởi lúc tôi đâm đường sư phụ, tâm lý lại có một khoái cảm không thể nói rõ. Chẳng lẽ từ tận xương tủy, tôi cũng là một kẻ biến thái? Mọi người, khi xem thời sự, thấy những tin khiến người ta tức lộn ruột thường hay nói, con người sao có thể biến thái tới vậy?
Nhưng trên thực tế, trong mỗi con người đều có mầm mống biến thái, chỉ cần ở trong hoàn cảnh thích hợp sẽ đơm hoa kết trái. Trên cõi đời này, đã có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối, nếu giao tiếp với tội phạm thường xuyên, lâu ngày nội tâm sẽ xuất hiện một tội phạm tiềm ẩn. Tôi không đi đến những kết luận này để biện minh cho bản thân, tôi chỉ cảm thấy rằng việc hiểu rõ mặt tối của một người cũng rất quan trọng, như vậy trái tim mới không bị biến chất. Một lúc sau, cảnh sát và bác sĩ tới, việc xử lý đống lộn xộn giao cho họ, tôi và Tiểu Đào rời khỏi căn hầm. Ra tới bên ngoài, mặt trời vẫn chói chang nhưng có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Có người đưa cho chúng tôi cái chăn, trước đây xem phim hay có đoạn cảnh sát đưa chăn cho nạn nhân. Bây giờ mới biết để làm gì, trải qua sự việc hung hiểm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ra ngoài quả thực là lạnh. Dân cư sùng, quanh túm tụm chạy tới xem, cảnh sát trăng dây cảnh giới bên ngoài, hiện trường loáng cái đã xôn xao ầm ĩ. Nhìn thi thể được đưa ra khỏi tầng hầm, tôi lẩm bẩm, xem ra lúc về vẫn còn phải khám nghiệm. Hoàng Tiểu Đào nói, vụ án xong rồi, thi thể giao cho bên pháp y đi. Giờ tôi đã kiệt sức rồi, hai chân mỏi rã rời, phải về nhà ngủ một giấc. Hay cô cứ về trước đi, tôi theo xe kia về cục cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào cười, anh thật cứng đầu. Đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Chân Tướng. Hai chúng tôi trở về cục cảnh sát, Vương Đại Lý nghe chuyện mới xảy ra lập tức xông lên hỏi han, hai người có bị thương không? Đã bảo cho tôi đi cùng mà cứ khăng khăng không chịu. Tiểu Đào cười khẩy, cho ngươi đi làm gì, để giúp ta buộc dây giày sao? Vương Đại Lý nhăn mặt, Tiểu Đào tỉ tỉ, sao tỉ cứ bóc mẽ tôi hoài vậy, chuyện cũng đã lâu rồi mà. Tôi chuẩn bị đồ đạc, sau đó tới phòng giữ xác kiểm thi thể phát hiện dưới tầng hầm. Lúc mở cái túi ra, mọi người trong phòng đều kinh sợ. Cả thi thể có màu tím đen, có thể dùng từ thương tích đầy mình để diễn tả. Vẻ mặt vô cùng thống khổ, cũng giống hai thi thể trước, cơ thể bị cắt đi phần lớn thịt và mỡ. Thật không thể tưởng tượng được những đau đớn mà anh ta phải gánh chịu trước khi chết. Quá tàn độc, Hoàng Tiểu Đào cau mày nói. Tôi kiểm tra sơ bộ theo thường lệ, nạn nhân khoảng 25 tuổi, nam giới, vóc dáng trung bình, khỏe mạnh. Thời gian tử vong khoảng 10 ngày trước, nhưng vì ở trong hầm ngầm tương đối lạnh nên chưa thối rữa nghiêm trọng. Toàn bộ xương cốt và nội tạng của nạn nhân đều hoàn hảo, nguyên nhân dẫn tới cái chết là bị choáng khiến tim ngừng đập. Trên người thi thể bị thương giống như là gậy đánh, hung thủ dùng một cây gậy gỗ từ từ đánh vào khắp nơi trên cơ thể, một điểm cũng không bỏ sót. Dù bên ngoài không có tổn hại gì, nhưng dưới da xuất huyết diện rộng. Chính những tổn thương này khiến nạn nhân bị choáng, cuối cùng tim ngừng đập, nói cách khác là bị đau đớn tới chết. Nghe xong tôi diễn giải, tất cả đều im lặng. Lát sau Tiểu Đào hỏi, tại sao hung thủ phải làm vậy? Cũng giống như hai nạn nhân trước thôi, là để thịt ngon hơn. Tôi nghe nói có một số quan chức lớn đã từng ăn thịt heo theo cách không giết bằng dao. Họ sai người đập con lợn tới chết, khiến xuất huyết dưới da, các thớ cơ bị dần mềm, sợi cơ đứt đoạn, thịt sẽ trở nên rất ngon. Tôi quay lại nhìn thi thể đang nằm trên giường sắt, dùng loại thủ đoạn này với một người sống, tôi có mơ cũng không dám nghĩ. Thực sự là bây giờ tôi chỉ muốn chạy tới bệnh viện, rút hết những cái ống hỗ trợ trên người lão ra. Tiểu Đào mắng, cơ bắp trên người nạn nhân là lão ta cắt đi. Đúng, tôi đáp. Mặc dù hung thủ đã bị bắt, nhưng tôi vẫn cần phải lấy dấu vân tay trên thi thể để làm chứng cứ. Sau khi nghiệm thi xong, tôi bảo Tiểu Đào, hôm nay xem, ra không còn gì để làm, tôi về trước, khi nào chuẩn bị thẩm vấn lão Đường thì gọi tôi tới. Anh muốn tự mình tra hỏi hắn. Không, tôi chỉ là ngỗ tác, sẽ không vượt quá chức hạn của mình, chỉ là có mấy chỗ tôi chưa hiểu, muốn nghe chính miệng lão nói ra. Được, Tiểu Đào tiễn chúng tôi ra cửa, nói, Tống Dương, hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo, tôi mới là người phải cảm ơn cô. Phải rồi, cái kia. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào chợt đỏ mặt, giờ đã là hoàng hôn, ánh chiều tà óng ánh chiếu trên mặt nàng tạo nên một vẻ mỹ miều, nàng cười, không có gì. Vương Đại Lý vội vẫy xe bus, thúc giục, nhanh lên một chút, sao hai người lề mề thế? Tôi đi tới một đoạn, quay đầu nhìn lại, Tiểu Đào vẫn còn đang dõi theo chúng tôi. Có lẽ là mấy ngày nay đã phải nhìn quá nhiều thứ kinh khủng, nên thấy nàng cười tự nhiên đẹp hơn gấp nhiều lần. Mấy ngày tiếp theo,
tôi trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, sự hụt hẫng này có chút không quen. Sau vụ án bánh bao nhân thịt người, một thời gian lâu sau tôi nhìn thấy thịt là không ngon miệng, càng không nhìn được người khác ăn bánh bao. Nhân lúc nhàn rỗi, tôi chợt hỏi đại lý, phải rồi, hai ngày trước ta có xem một bộ phim, nhân vật nam chính cưới một nữ cảnh sát, theo ngươi như vậy tình cảm có hạnh phúc không? Vương đại lý nói, tùy người, nếu như nam chính cũng là cảnh sát, thì hai người chung một chỗ cũng không tệ, nếu nam chính là tội phạm thì chịu, không nói được. Thế nếu là người dân thường thì sao? Tôi hỏi. Ta không rõ chuyện này, nhưng thường ngày cảnh sát chắc rất bận. Mà sao ngươi không hỏi Tiểu Đào tỷ tỷ ấy, chắc tỷ ấy biết rõ nhất. Nói nhảm, nếu có thể hỏi nàng ta đã không hỏi ngươi, tôi nghĩ thầm. Khoảng một tuần sau, Tiểu Đào gọi điện tới nói tôi biết, hôm nay chuẩn bị thẩm vấn Lão Đường, tôi liền vội chạy tới cục cảnh sát. Lão Đường ngồi trong phòng thẩm vấn, người quấn băng kín mít, dáng vẻ tương đối tiểu tụy. Hai cảnh sát đang thẩm vấn Lão, bên cạnh có một thư ký ghi chép lời khai, tôi và Tiểu Đào theo dõi qua cửa kính. Nhưng hơn cả những gì tôi dự đoán, Đường sư phụ đối với toàn bộ mọi chuyện chẳng biết gì cả, còn tỏ vẻ rất sợ hãi, ôm đầu khóc ròng ròng, người không phải là ta giết, ta chẳng biết gì cả. Tên khốn Mã Kim Hỏa kia mang thi thể tới ném ở cửa hàng, ta chẳng có cách nào đành giúp hắn xử lý. Cảnh sát có hỏi thế nào lão cũng vẫn nói y chang như vậy, đúng lúc mọi người đang dần mất hết kiên nhẫn, nét mặt lão Đường đột nhiên thay đổi, cảnh sát điều tra thử gọi, Mã Kim Hỏa. Đường sư phụ cười lạnh một tiếng, gọi lão tử làm gì, sao cái tên tiểu ca đã thương ta không tới thẩm vấn, hắn không dám đối mặt ta ư. Bất luận cảnh sát hỏi gì, lão đều khoanh tay tỏ ra hờ hững, nói rằng trừ khi là tôi tới, còn không đừng hòng hắn mở miệng. Tôi và Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nhấc điện thoại nội bộ lên, bảo hai cảnh sát lui xuống, sau đó bảo tôi, hai ta cùng vào. Sau vụ lần trước, cô không bị ám ảnh tâm lý chứ? Làm, sao có thể, cảnh sát mà lại sợ tội phạm sao? Hoàng Tiểu Đào hất mũi một cái. Được, vậy ta cùng vào. Chúng tôi bước vào trong phòng, Đường sư phụ vừa trông thấy thì đòi hút thuốc, tôi nói không có, Tiểu Đào mắng, Mã Kim Hỏa, bây giờ chứng cứ như sợ. Ngươi là tử tội khó thoát, lần thẩm vấn này cũng chỉ là cho có lệ, ngươi biết điều thì mau khai ra, đừng làm mất thời gian mọi người. Đường sư phụ cười khẩy nói với tôi, gặp ngươi ta nhận thua, để ta kể một chút chuyện cũ cho các ngươi. Thì ra, 3 năm trước Mã Kim Hỏa thiếu Đường sư phụ 10 vạn tệ, lúc ấy thực sự không trả nổi, liền đề nghị mang thịt tới trừ nợ. Mỗi ngày Mã Kim Hỏa lợi dụng sơ hở trong xưởng, cắt thêm chút thịt mang ra. Bởi hai người là đồng hương nên lúc đầu cũng không viết giấy hay ký kết gì. 3 năm qua, Mã Kim Hỏa đã đưa không biết bao nhiêu thịt cho Đường sư phụ, món nợ này hẳn là đã trả hết. Ai ngờ cách đây 3 tháng, Đường sư phụ cần 10 vạn tệ lo việc nhà, lại trở mặt đòi tiền. Bởi vậy cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt, Đường sư phụ lôi chuyện xấu năm xưa của Mã Kim Hỏa để uy hiếp hắn. Mã Kim Hỏa giận quá liền động thủ, ai dè Đường sư phụ to lớn hơn, lỡ tay giết chết hắn. Sau khi bình tĩnh lại, Đường sư phụ vô cùng hoảng sợ, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ ngồi tù. Nghĩ tới nghĩ lui, lão quyết định bắt chước theo bộ phim Sủi Cảo Nhân Thịt Người, băm thi thể Mã Kim Hỏa ra làm bánh bao bán. Là người lần đầu tiên làm chuyện xấu, lại dùng phương pháp băm nhỏ dã man này xử lý một cơ thể con người, đương nhiên thịt người khác với thịt heo. Đường sư phụ sợ khách sẽ nếm thấy khác, bèn bỏ thêm rất nhiều ngũ vị hương vào, vẫn không yên lòng, hơn nữa thường ngày bán bánh đều nếm thử trước. Lần đó lão nếm, bất chi bất giác ăn tới nửa loạt bánh, khi tỉnh táo lại thì hoảng sợ không thôi. Đường sư phụ bắt đầu trở nên khác thường, giống như Mã Kim Hỏa năm xưa nếm được thịt người. Cứ đến 8 giờ tối, cũng chính là thời điểm Mã Kim Hỏa bị giết, lão Đường sẽ thay đổi nhân cách. Điên cuồng ăn bánh bao nhân thịt người do mình làm ra, có lúc còn ăn hết cả một thùng, vừa ăn vừa lộ ra vẻ thỏa mãn quái dị. Dần dần trong cơ thể của lão xuất hiện một nhân cách khác, đó chính là Mã Kim Hỏa đã bị lão giết. Chương 94, Thần chết bất tử. Mặc dù Mã Kim Hỏa đã chết, nhưng linh hồn của hắn sống lại trên người Đường sư phụ. Rất nhanh hắn ăn hết thịt của chính mình, ngay cả xương với nội tạng, ban đầu Đường sư phụ định tìm cách vứt bỏ hắn cũng nấu lên ăn sạch. Chính mình ăn thịt của mình là một trải nghiệm như thế nào, trên thế giới ngoài hắn ra không ai có thể biết được. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn biến thái cực hạn,
đối với hắn mà nói còn khoái cảm hơn tình dục. Bánh tích trữ rất nhanh hết, Mã Kim Hỏa bị dục vọng ăn thịt người hừng hực hun đúc, có thời gian hắn thậm chí còn tự cắt thịt trên người lão Đường để ăn. Nhưng thứ nhất Đường sư, phụ quá mập, lại có tuổi, thứ hai hắn biết bây giờ mình đáng chú trong cơ thể lão Đường, nếu cơ thể này chết thì hắn cũng chết theo. Cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm con mồi, mỗi tối đều đi loanh quanh mấy khu gần nhà, cho tới khi hắn gặp Tiểu Trương. Một nhân viên bán hàng rất trẻ, khỏe mạnh, da thịt căng đầy nhựa sống, lại không rượu bia thuốc lá, mùi trên người rất hấp dẫn. Mỗi lần Tiểu Trương bê đồ, Mã Kim Hỏa đều để ý bắt thịt rắn chắc, cứ đứng nhìn tới chảy nước miếng. Hắn hạ quyết tâm, muốn ăn thịt người thanh niên này. Đúng lúc đó thì hắn lại có phát hiện ngoài ý muốn. Bên dưới cửa hàng lại có một hầm trú ẩn, Đường sư phụ dùng nó để bảo quản nguyên liệu nấu ăn. Mã Kim Hỏa thấy quá lãng phí, liền cải tạo thành một phòng bếp, lúc trẻ hắn là thợ xây nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Đương nhiên hắn phải vô cùng cẩn thận, bởi hắn không phải là chủ nhân của cơ thể, phần lớn thời gian trong ngày vẫn là Đường sư phụ nắm giữ. Hơn nửa tháng, hắn đã cải tạo xong căn hầm, tiếp đó ăn cắp một chiếc xe van trong tiểu khu, chuẩn bị công cụ tiến hành bắt cóc. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, để cải thiện chất lượng thịt, hắn ép Tiểu Trương uống rất nhiều hương liệu, chờ cho tiêu hóa hoàn toàn, sau đó mới cắt thịt. Mã Kim Hỏa thưởng thức khối thịt đầu tiên nhưng hiệu quả không tốt như hắn nghĩ. Có điều thịt này vẫn rất tươi ngon, hắn cắt dần dần hết phần cơ thịt để dành hưởng thụ từ từ. Kết quả không ngờ trong giờ phút quan trọng lại bị Đường sư phụ phát hiện, sợ hãi mang thi thể vứt bỏ, sau đó gia công thịt thành nhân bánh bao. Sau khi Mã Kim Hỏa biết, hắn giận tới nỗi suýt nữa đốt cả cửa hàng. Nhưng hắn nghĩ lại, có vẻ chuyện này cũng không tệ. Hắn nảy ra một ý tưởng phổ độ chúng sinh, bán bánh bao nhân thịt cho cư dân thưởng thức mùi vị thịt người. Muốn cho cả xã hội cũng có hành vi biến thái như hắn, sau này ăn thịt người sẽ không cần phải lén lút nữa. Trừ một phần chính mình hưởng thụ, phần lớn bánh bao đều mượn tay Đường sư phụ bán ra, trông thấy khách hàng ăn bánh bao không ngớt miệng khen ngon, Mã Kim Hỏa ẩn trong Đường sư phụ vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, thịt Tiểu Trương đã hết sạch, hắn lại bắt cóc nạn nhân thứ hai. Lần này để thịt càng tươi ngon, hắn cho nạn nhân hít oxit nitơ, sau đó buộc chặt động mạch cô ta, một dao lọc thịt xuống. Nhìn một người còn sống bị lọc thịt tới trơ khung xương, loại khoái cảm kia không thể nào diễn tả bằng lời được. Xử lý một người sống cần khoảng thời gian rất lâu, mà nhân cách của hắn lại không thể chiếm cứ cơ thể Đường sư phụ lâu như vậy. Kết quả còn chưa xử lý xong nạn nhân thứ hai, Đường sư phụ đã mang nó vứt xuống cống. Mã Kim Hỏa cũng đành cắn răng chịu đựng, bởi hắn chỉ là một nhân cách ở nhờ. Sau đó hắn bắt cóc nạn nhân thứ ba. Đường sư phụ như thường lệ, lại phát hiện việc hắn làm, lúc đó đang chuẩn bị xử lý thi thể. Nhưng cảnh sát đang theo dõi cửa hàng, chẳng có cách nào. Khác đành tạm thời để trong hầm ngầm. Đường sư phụ nói, thực ra là các ngươi chưa được nếm qua hương vị thịt người, chờ sau khi các ngươi nếm qua, sẽ thấy mọi việc ta làm là đúng. Con người vốn cũng chỉ là một phần trong chuỗi thức ăn, chúng ta có thể ăn heo, bò, gà, tại sao không thể ăn người? Ăn một người lúc hắn còn tuổi trẻ, không phải là một thăng hoa của cuộc sống sao? Vừa nói, lão vừa cười man rợ. Tôi và Tiểu Đào ngây người, thư ký viên cũng đơ ra, nửa ngày không viết được chữ nào. Hoàng Tiểu Đào gọi hai cảnh sát vào, giải Đường sư phụ đi. Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, hai chúng tôi đều im lặng cả chục phút. Mãi sau Tiểu Đào mới mở miệng, thật là quá biến thái. Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Tôi đáp. Chúng tôi ra ngoài đi dạo mấy phút, lúc này mới bình tĩnh lại. Tiểu Đào nói, anh có cảm thấy Đường sư phụ bị hồn ma Mã Kim Hỏa nhập vào không? Tôi không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tôi không cho là hồn ma có sức mạnh như vậy. Nếu hồn ma thực sự lợi hại, vậy còn cần tới cảnh sát làm gì? Chi nên lão là bị tâm thần phân liệt. Đúng, Đường sư phụ hèn nhát, sau khi giết người, nội tâm vô cùng áy náy bất an, khiến trong đầu lão dần dần sinh ra một nhân cách thứ hai, nhân cách đó chính là Mã Kim Hỏa. Bỗng nhiên tôi dừng lại, hỏi, pháp luật quy định xử lý tội phạm tâm thần phân liệt như thế nào? Luật pháp nước ta không thừa nhận chuyện hai nhân cách song song, cho nên lão sẽ vẫn bị phán tử hình. Nhưng nếu luật sư của hắn có thể nhờ bệnh viện tâm thần giám định, có lẽ hắn sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần. Có điều loại tội phạm như hắn quá nguy hiểm, sẽ bị nhốt cả đời trong phòng bệnh. Tiểu Đào nói, vậy thì tốt, thứ người như vậy tuyệt đối không thể thả tự do.
Tôi đáp. Tiểu Đào cười, cùng suy nghĩ. Hai chúng tôi bất chi bất giác đã đi khá xa. Tôi nói, ta trở về thôi. Ai già, lại phải tiếp tục công việc. Mấy ngày nay tôi mệt chết đi được. Tiểu Đào ngao ngán. Chờ vụ án kết thúc hẳn, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Ha ha, Tiểu Đào cười khổ một tiếng, thở dài nói, xong vụ này lại có thể xảy ra vụ khác, việc nghỉ ngơi chờ sau này về hưu hãy nói. À Tống Dương, tôi có một thỉnh cầu. Cái gì? Tôi ngượng ngùng. Xem anh kìa, sao gần đây gặp tôi cứ căng thẳng như vậy, tôi so với tội phạm còn đáng sợ hơn à? Tiểu Đào tức giận ngoác miệng ra. Không, không phải. Cô nói thỉnh cầu gì đi. Hoàng Tiểu Đào nhảy lên bậc thềm, đưa đôi tay ra, nũng nịu, thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi mỏi chân quá, muốn anh cõng tôi về. Cái gì? Trước mặt mọi người, bảo tôi cõng cô. Tôi kinh ngạc, miệng há to tới mức có thể nhét hai quả trứng gà vào. Ở đây là nơi công cộng, lại chưa thấy anh dũng cảm khi ở riêng với tôi bao giờ, hơn nữa có ai biết chúng ta đâu. Tiểu Đào dụ dỗ. Không, không được, tôi phải về trường, gặp lại sau. Hừ, Tiểu Đào tức giận dậm chân. Đi được một đoạn, tôi quay đầu, lại, thấy nàng vẫn còn đứng trên bậc thềm, ánh mắt ấm ức nhìn tôi. Thấy tôi nhìn mình, nàng lại đưa đôi tay ra, bộ dáng rất mắc cười. Mặc dù xung quanh nhiều người đi lại, không ít người hiếu kỳ nhìn chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng quay lại chỗ nàng. Đến đây đi, tôi cúi người nói. Tốt quá. Tiểu Đào từ phía sau nhào lên, chân tôi hơi khuỵu xuống do sức nặng của nàng. Tiểu Đào ghé mặt vào tai tôi, tỉ nặng lắm sao? Không nặng, không nặng chút nào. Tôi cười. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Cố vấn đặc biệt. Hai vụ án độ tài linh miêu và bánh bao nhân thịt người coi như chính thức khép lại, Tôn Lão Hổ mở một đại hội long trọng, khen thưởng các cá nhân cùng toàn bộ tổ chuyên án. Tôi và đại lý lĩnh 20.000 tiền thưởng, Hoàng Tiểu Đào là tổ trưởng tổ chuyên án, được trao huân chương chiến công hạng 2, Vương Nguyên Thạch thì từ cảnh sát viên quèn leo lên nhất cấp. Trình giám đốc rất tán thưởng phương pháp phá án của tôi, ông ta sai Tôn Lão Hổ nói lại với tôi một câu, sau này chỉ cần gặp bất cứ khó khăn nào trong tỉnh, đều có thể tìm ông ấy. Sau đó đọc số điện thoại riêng cho tôi, số này cả tỉnh chỉ trên dưới 20 người được biết. Tiểu Đào nói, theo lý thuyết thì huân chương này phải thuộc về tôi, nhưng tiếc là tôi không phải biên chế cảnh sát, tôi cũng chẳng quan tâm, thực ra làm tiểu cố vấn tốt hơn. Để thuận cho việc phá án sau này, Tôn Lão Hổ cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận, bên ngoài giống với thẻ cảnh sát của Tiểu Đào, bên trong có ghi Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Nam Giang. Cố vấn kỹ thuật Tống Dương, nhìn rất trang trọng, đủ để hù dọa mấy người dân thường, he he. Lão Tôn còn trêu chọc tôi rằng nếu vẫn thấy chưa đủ oai phong, sẽ tự mình tới tiệm đồ chơi mua một cái súng giả cho tôi đeo bên hông. Trở về cuộc sống thường nhật, sự chênh lệch trong sinh hoạt khiến tôi vô cùng buồn chán, đến nỗi cứ ngồi vào bàn học là ngáp. Có điều không có án mạng mới là chuyện tốt, chứng tỏ Nam Giang được yên bình, chỉ là nhàm chán quá thôi. Hoàng Tiểu Đào thì vẫn bận rộn như vậy, chúng tôi thỉnh thoảng có nhắn tin mấy câu, đôi khi nàng nhắn vài tin mập mờ kiểu như, nhớ tỷ không? Hay tiểu xô ta, buổi tối không tới hầu hạ tỷ à? Tôi cảm giác mối quan hệ của hai người đang không ngừng tiến lại gần, cách nhau có một lớp giấy mỏng thôi. Nhưng lại chẳng ai chủ động xuyên thủng lớp giấy đó cả, có lẽ nàng quả thực quá bận rộn, không dám nói lời yêu thương. Mà tôi thì là kẻ ngu trong tình yêu, chẳng biết làm sao mà phá vỡ khoảng cách, nhưng mối quan hệ chỉ cần thế này đã đủ làm tôi ấm lòng rồi. Có hôm đại lý mượn điện thoại của tôi để nghịch, không cẩn thận lướt thấy mấy tin nhắn mập mờ của chúng tôi, trợn mắt há mồm nói, mẹ ơi Dương Tử, tiểu tử ngươi giỏi thật đấy, đúng là ám độ trần thương mà, ngươi và Tiểu Đào tỉ tỉ bắt đầu từ khi nào vậy? Tôi vội giật điện thoại nói, sao ngươi dám tự tiện nhìn lén tin nhắn riêng tư của người khác? Đừng đánh trống lảng, sư huynh ta đây còn tưởng ngươi nhút nhát, ai dè loáng cái đã thoát kiếp cẩu độc thân rồi. Mau khai rõ ràng mọi chuyện, nếu không ta gọi lão đại và lão nhị trong phòng về, tam đường hội thẩm đối với ngươi. Vương đại lý nói, đừng, đừng, ta nói là được chứ gì. Lão đại với lão nhị trong phòng là hai kẻ không biết giữ mồm, chuyện tôi có quan hệ với nữ cảnh sát mà để lộ ra, chỉ sợ ngày mai cả trường đều biết. Sau khi tôi nói xong,
Vương Đại Lý vỗ vai nói, được đó Dương Tử, bình thường thấy ngươi nói chuyện với gái mà cũng căng thẳng như sắp chết, có lúc ta nghĩ rằng cả đời ngươi sẽ không tìm được hạnh phúc. Không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ lại giải quyết được Tiểu Đào tỷ tỷ, sư huynh đây cũng mừng cho ngươi. Cái đó, ta không làm tổn thương tình cảm của ngươi chứ. Chẳng phải ngươi cũng có ý với Tiểu Đào sao? Tôi hỏi. Vương Đại Lý phóng khoáng cười to, ngươi còn không biết phương châm cách mạng nhất quán của ta sao? Quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng cái hố này đã có củ cải chiếm mất, vậy ta còn đi theo quấy nhiễu làm gì, tìm trận địa khác mà đánh chứ sao? Có điều tiểu tử ngươi cũng quá danh mãnh, một mực giấu giếm ta, hại ta cứ đa tình trước mặt Tiểu Đào tỷ tỷ. Thôi đừng nói nữa, tối nay ta mời ngươi uống rượu, coi như tạ tội được chưa? Tôi ái ngại cười nói, tối nay có khi không được, ta có hẹn rồi. Vương Đại Lý lắc đầu. Bây giờ tôi mới để ý hắn ăn mặc như chó đội lốt người, tóc vuốt keo bóng mượt, người hẹn hắn chắc chắn không phải con trai. Lại hỏi, mẹ ơi, ngươi còn nói ta ám độ Trần Thương, tiểu tử ngươi còn phản bội tổ chức trước ta. Biết điều thì mau khai ra, nữ sinh kia là ai, học lớp nào. Thực ra ta cũng không biết, Đại Lý mơ màng nói. Thì ra hắn có một đồng hương, tối nay cả phòng tên đồng hương của hắn đi ăn uống chung với một phòng nữ sinh khác. Nhưng có một tên trong phòng lại về quê, liền gọi Đại Lý thế chỗ, nhân tiện xem có thể giới thiệu bạn gái cho hắn không. Bốn nữ sinh kia cũng học năm tư giống chúng tôi, hơn nữa đều đang độc thân, tôi liền có chút không yên tâm, nữ sinh năm tư mà vẫn còn độc thân, liệu phẩm chất có vấn đề không? Thì cũng là quang lưới rộng rãi mà, không thử vận khí làm sao hái được hoa đào. Phải rồi, tối ngươi có muốn đi cùng không, dù sao cũng là bạn bè cả. Thôi ta ở nhà, đi ăn với bồn người con gái, ta ngại lắm. Tôi từ chối, vậy thì đợi tin vui của ta. Đại Lý ra dấu chiến thắng. Tối đó, Đại Lý nhắn tin cho tôi, mẹ ơi, có một muội tử vô cùng đáng yêu, ta không thể tin được nàng là sinh viên năm thứ tư luôn. Tôi trả lời hắn, vậy ngươi cố lên, mang vận may của ngươi cho ta mượn đi. Tôi bèn nhắn cho hắn hai chữ, may mắn. Đại Lý trả lời, nhận được rồi. Bây giờ ta tràn đầy vận may. Vương Đại Lý tâm tình rất tốt, xem ra quả thật có. Đất diễn, là bạn bè tôi cũng mừng cho hắn. Hắn đi ăn rất lâu, hơn 8 giờ còn chưa về. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải là đưa gái về không? Kết quả hắn gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng có một tên nam sinh đáng ghét. Tranh lấy lòng nữ thần của hắn, làm hắn chẳng chen vào được câu nào, đầy bụng tức giận. Tôi hỏi, có cần ta tới tiếp viện không? Quán rượu Dương Quang, mau mau, hỏa lực quân địch quá mạnh, yêu cầu tiếp viện. Đại Lý đáp, tôi thay quần áo, ra ngoài. Trên đường vừa đi vừa nghĩ nên tiếp viện thế nào cho Đại Lý, chẳng lẽ bảo tôi hy sinh nhan sắc câu dẫn tên nam sinh kia. Thôi tùy cơ ứng biến, tôi tới một quán rượu nhỏ bên ngoài trường. Nói là quán rượu, thực ra là bán cả sữa hút, trái cây, giá thành cũng rất phù hợp với sinh viên, là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hè. Tôi chưa từng đến đây bao giờ. Quán trang trí khá tươm tất, nhiều sinh viên đang ăn uống ở đây, loa phát nhạc nhẹ nhàng. Tôi ngó xung quanh, Đại Lý đang ngồi trong góc, hắn đứng dậy la lên, Tống Dương, sao lại trùng hợp như vậy? Tôi diễn theo, cơm nước xong, tới tìm ly đồ uống, sao ngươi cũng ở đây? Ngồi cùng bàn có 3 người, một nữ sinh có vẻ ngoài vô cùng dễ thương, mặt trứng ngỗng, mắt to, mặc áo len sợi dệt màu vàng. Ngồi bên cạnh nàng là một nữ sinh trang điểm rất đậm, mặt trắng bệch, mặc một cái váy đỏ diêm dúa. Dáng người thực ra khá cân đối, tướng mạo so với nữ sinh kia cũng 80%, nhưng không biết tẩy trang đi sẽ thế nào. Còn có một nam sinh mặc vest, đeo kính, đang cố tỏ ra chững chạc, mồm phi phèo điếu thuốc. Sinh viên mà hút thuốc tôi rất ghét. Cô gái trang điểm đậm hỏi Vương Đại Lý với giọng òn ẻn, Đại Lý, anh bạn đẹp trai này học cùng lớp ngươi hả? Vương Đại Lý vỗ bả vai tôi, nói, giới thiệu với mấy người, đây là Tống Dương, bạn chí cốt của ta. Tôi nhìn hắn cười cười, nữ sinh dễ thương cũng lễ phép cười, nữ sinh trang điểm đậm thì nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, tên nam sinh hút thuốc khẽ hừ một tiếng. Vương Đại Lý giới thiệu một chút, 3 người bọn họ lần lượt tên gọi Hạ Manh Manh, Trương Diễm, Diệp Thi Văn. Tôi ngỏ giọng hỏi Vương Đại Lý, ai là đồng hương của hắn, sợ lát nữa lại đánh nhầm. Đại Lý nói đồng hương của hắn uống say, có người khiêng về rồi, mấy người còn lại cũng bận công việc. Đại Lý kéo tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly đồ uống.
Trương Diễm đặc biệt có hứng thú với tôi, hỏi tôi học chuyên ngành nào, quê quán ở đâu, đã có bạn gái chưa. Tôi thầm nghĩ, cũng quá bạo dạn đi, bèn trả lời qua loa theo lễ phép. Sau khi nghe thấy tôi đã có bạn gái, Trương Diễm lập tức mất hứng, quay qua nói chuyện về phim Hàn với đại lý. Diệp Thi Văn hoàn toàn không để ý tới tôi, tiếp tục nói chuyện với Hạ Manh Manh, đang nói cái gì mà Lưỡng Tấn Thi từ ca phú, nói liên miên lan man. Hạ Manh Manh chẳng nói lời nào, chỉ cười nghe Diệp Thi Văn tán phét. Mấy người trên bàn nói chuyện rất sôi nổi. Tôi phân tích một chút tình thế địch ta, Diệp Thi Văn cứ quấn lấy Hạ Manh Manh, Trương Diễm thì cắn Vương đại lý không nhả, khiến hắn vô cùng bị động, hoàn toàn không thể có thời gian nói nửa câu với nữ thần của lòng hắn. Là huynh đệ, đã tới lúc tôi phải ra tay rồi. Chương 96, tát vào mặt Phú Nhị Đại. Tôi ngồi bên cạnh quan sát một chút, đợi cho Diệp Thi Văn nói mỏi mồm, đưa ly nước lên uống, tôi mới mở miệng, dù gì cắt đứt người khác đang nói chuyện bất kể lý do gì đều bất lịch sự. Đồng môn Diệp Thi Văn, có phải gần đây cánh tay ngươi bị thương không? Tôi hỏi. Diệp Thi Văn hơi ngạc nhiên, theo bản năng kéo tay áo bên trái xuống, tiểu tử, nhãn lực cũng không tệ, là lúc ta chơi bóng rổ không cẩn thận nên bị thương. Trương Diễm lập tức si mê la lên, Diệp đại soái ca, anh còn chơi cả bóng rổ à? Hồi nhỏ tôi thích đọc nhất là chuyện Slam Dunk, nam sinh nào chơi bóng rổ cũng rất đẹp trai. Anh chơi bóng rổ có phải là rất tốt không? Diệp Thi Văn cười cười, thú vui thôi, tôi từ hồi cấp 2 đã chơi bóng rổ, ba bước ném rổ chỉ là chuyện nhỏ. Trương Diễm la lên, oa oa, ba bước ném rổ, thật sự muốn đi xem, nhất định rất tuấn tú. Tôi cười thầm, mục đích di rời hỏa lực đã đạt được, tôi đương nhiên không thể nào nói chuyện thơ ca với hắn, chỉ có thể phát huy sở trường của mình. Ngỗ Tác và bác sĩ pháp y, thường ngày chẳng những phải nghiên cứu thi thể, còn phải kiểm tra thương tích của người sống nữa, cho nên tôi rất am hiểu các vết thương. Vết trên tay hắn chắc chắn không phải là do va đập. Tôi cười nói, tay ngươi bị dược phẩm hóa học ăn mòn. Đội bóng rổ nào lại mang axit vào sân vậy? Hạ Manh Manh che miệng phì cười, Diệp Thi Văn trừng mắt liếc tôi, tiểu tử, ngươi học ngành gì? Điện tử viễn thông. Tôi đáp, điện tử viễn thông. Diệp Thi Văn trầm mặt nói, học điện tử mà ra vẻ cái gì Sherlock Holmes, nghĩ mình là thần thám à? Vương đại lý đột nhiên đấm bàn cười lớn, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, đại lý giải thích, huynh đệ của ta thường ngày rất hay đọc tiểu thuyết trinh thám. Tôi thở phào, chỉ sợ hắn tiết lộ chuyện của chúng tôi. Dù sao mấy vụ án tôi từng tham gia đều thuộc về bảo mật của cơ quan công an, tiết lộ ra bên ngoài sẽ không tốt. Diệp Thi Văn bắt chéo hai chân cười khẩy, thích đọc chuyện trinh thám, vậy ngươi thể hiện tài năng cho ta xem nào. Tôi hỏi, thể hiện thế nào? Diệp Thi Văn nói, thám tử không phải là rất giỏi quan sát sao? Ngươi thử đánh giá ta xem, để coi ngươi có thể nhìn ra được gì. Ngươi thì có gì để đánh giá đâu, chỉ là một sinh viên. Tôi hời hợt đáp. Diệp Thi Văn cười phá lên, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, mới nói mấy câu đã sợ rồi à. Bị hắn coi thường, há chẳng phải là quá mất mặt. Tôi phát động động U Chi Đồng, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cũng may ánh sáng trong quán tương đối yếu, con ngươi của tôi không đến nỗi làm cho bọn họ sợ. Ngươi cao 1m75, trọng lượng cơ thể ước chừng 60kg, mắt phải cận hơn mắt trái một độ, thường ngày. Thích chơi game, hồi bé đi xe đạp ngươi từng bị ngã, đùi phải gãy xương. Một tháng trước ngươi mới chia tay bạn gái, ngươi và cô ta yêu nhau đã khá lâu rồi. Cha mẹ ngươi đã ly hôn, từ nhỏ sống với mẹ, ngoài ra ngươi nên hút thuốc ít lại, ta cảm thấy phổi của ngươi có chút vấn đề. Nói một tràng dài, hai cô gái đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Diệp Thi Văn bỗng đứng dậy chỉ vào mặt tôi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, điều tra lý lịch của ta rồi đúng không? Ngươi có gì tốt mà để điều tra, ta cũng đâu phải là gay. Tôi đáp. Hạ Manh Manh che miệng cười, Diệp Thi Văn mặt trắng bệch, ngươi đừng có giả thần giả quỷ ở đây, dù sức quan sát của ngươi có lớn hơn nữa. Ta cũng không tin ngươi nhìn ra được cha mẹ ta đã ly hôn, lại còn chuyện ta mới chia tay bạn gái. Nói như vậy là những điều ta vừa nói đều đúng hết. Tôi hỏi, Diệp Thi Văn không trả lời, xem ra là tôi nói đúng. Tôi nhàn nhạt xua tay, ngươi ngồi xuống đi, để ta giải thích từ từ cho mà nghe. Thực ra những thứ như chiều cao, cân nặng, xương đùi từng bị gãy đều là kiến thức căn bản của Ngỗ Tác, tôi chỉ nói sơ qua keo để lộ thân phận.
Về việc hắn mới chia tay bạn gái thì rất đơn giản, vết hóa chất ăn mòn trên cánh tay hắn là do xóa xăm lưu lại, từ độ nông sâu của vết thương, có thể đoán được là khoảng một tháng trước. Vết xăm lưu lại mờ mờ ba chữ, trên cánh tay xăm ba chữ sẽ là cái gì? Hơn nửa là xăm tên người, nhưng tại sao lại phải xóa đi? Cho nên tôi kết luận một tháng trước hắn chia tay bạn gái, hơn nữa phải yêu rất lâu thì mới xăm tên lên tay. Còn về chuyện bố mẹ hắn ly hôn thì tôi phải thừa nhận mình ăn gian. Bởi trong lúc hắn nói chuyện với Hạ Manh Manh, không để ý tới điện thoại có một tin nhắn, người gửi lưu là cha dượng. Dĩ nhiên cũng có khả năng cha đẻ của hắn chết, hai chọn một kết quả tôi may mắn đoán đúng. Diệp Thi Văn mặt lúc xanh lúc đỏ, cắn môi nói, dăm ba cái trò vặt. Tôi cười cười, nhấp ly nước, Diệp Thi Văn trợn mắt nói, ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy. Ngươi sợ à? Tôi không khỏi buồn cười. Trò hề, ta mà sợ ngươi sao? Diệp Thi Văn lại châm thuốc hút. Tôi nói, ngươi có thể ra ngoài hút thuốc không? Ở đây có con gái. Diệp Thi Văn lúng túng, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Diễm hớn hở bảo tôi quan sát nàng một chút, trên người nàng nồng nặc nước hoa, tôi thấy không có nhã hứng nói chuyện. Nhưng để Vương Đại Lý tranh thủ cơ hội, tôi đánh nói vài lời lấy lệ. Trương Diễm nghe câu được câu trăng, ý tứ gọi tôi là thần thám. Nhờ sự quấy nhiễu của tôi, cục diện ban đầu đã bị phá vỡ. Vương Đại Lý và Hạ Manh Manh trò chuyện một hồi, Hạ Manh Manh là người ít nói, chỉ lịch sự lắng nghe. Tôi ngồi bên cạnh quan sát, cảm thấy nàng là một người tương đối khép kín, cũng không biết Vương Đại Lý có làm nên trò trống gì không. Có điều tôi cũng chỉ có thể làm tới đó, còn lại phải trông chờ vào hắn. Hơn 9 giờ, Đại Lý để Nghị đi hát karaoke, hắn rất có tài ca hát. Bắt chước Châu Kiệt Luân rất có thần thái, đây cũng chính là sở trường của hắn. Hạ Manh Manh lại nói, hôm nay muộn quá rồi, để khi khác đi. Trương Diễm ý tứ giật dây, tiểu hạ, chúng ta đi há đi, lâu rồi chưa hát mà. Diệp Thi Văn thì mới bị tôi đả kích, im lặng không nói câu nào, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ tôi phải hy sinh nhan sắc quyến rũ Trương Diễm. Cô gái hám dai này hình như rất có hứng thú với tôi. Đột nhiên Diệp Thi Văn mở miệng, mấy quán hát gần trường chán lắm, hay là vào nội thành đi, ta có xe. Trương Diễm hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, Diệp đại soái ca, anh còn có cả xe à? Có đi hay không? Diệp Thi Văn hỏi. Được, được. Tiểu hạ, chúng ta đi đi. Trương Diễm gật đầu lia lịa. Hai người này kẻ tung người hứng, liền quyết định việc đi hát. Sao tôi cảm thấy họ rất xứng đôi, Diệp Thi Văn thì sĩ diện hão, Trương Diễm thì ở đâu cũng nịnh nọt hắn ta. Hạ Manh Manh miễn cưỡng đồng ý, tôi tất nhiên không đi không được, vậy là chúng tôi lên xe của Diệp Thi Văn, một chiếc BMW kép bóng loáng, xem ra cha dượng hắn rất giàu có. Để Vương Đại Lý tranh thủ cơ hội, tôi chủ động cướp chỗ ngồi ghế phụ, để hắn và Hạ Manh Manh ngồi sau. Diệp Thi Văn liếc mắt lườm tôi, dọc đường đi cố tình hút thuốc khiến tôi khó thở, sự hy sinh này quả là quá lớn. Dọc đường đi, Diệp Thi Văn nhỏ giọng nói, huynh đệ, ngươi đã có bạn gái rồi, còn đi theo quấy rối làm gì? Ta đâu có quấy rối, ta chỉ thích ca hát thôi không được sao? Ừ. Diệp Thi Văn cười lạnh, đừng tưởng chỉ có Vương Đại Lý hắn mới có thể gọi chi viện, ngươi có biết bạn bè của ta làm gì không? Xã hội đen có, quản lý quán bả nhà hàng có, bán thuốc lắc cũng có. Ngươi tự biết mình một chút đi, Vương Đại Lý có thể so được với ta sao? Ta thật khinh thường loại đu dây này. Thật ư? Nếu bằng hữu của ta tới, có khi lại bắt toàn bộ bằng hữu của ngươi đi ấy chứ. Tôi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thi Văn cười ha hả, ngươi cứ khoác lác đi, khoác lác cũng chẳng hại ai. Một sinh viên như ngươi chẳng lẽ lại quen biết cảnh sát? Tôi nói, được, vậy cứ để sau này rồi biết. Cắt, vẫn còn cố diễn. Diệp Thi Văn nhất quyết không tin. Ta quen biết cảnh sát thật đó. Tôi nói, ha ha, nếu ngươi quen biết một cảnh sát thôi, ta sẽ gọi ngươi một tiếng là cha. Diệp Thi Văn thách, tôi sảng khoái đáp ứng, được. Diệp Thi Văn sắc mặt chợt biến sắc, chắc là do sợ tôi quen một hai cảnh sát thật, nên rào trước. Ngươi cũng đừng nói là quen thúc thúc làm dân phòng đấy nhé, chúng ta nói trước, dân phòng và cảnh sát giao thông đều không được tính. Ta còn chả biết cái gì là dân phòng với cảnh sát giao thông, ta quen đều là hình cảnh. Tôi đáp, hắn cười lớn, ngươi quen biết cảnh sát hình sự, đừng có mà tự huyễn. Đương nhiên tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra, chứ chưa đến mức để thị uy với một phú nhị đại mới gặp mà phải gọi tới tiểu đào.
nhưng vạn lần tôi không nghĩ tới là tối hôm đó lại gặp nàng. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 97, bỏ thuốc. Chúng tôi ngồi xe tới một quán karaoke lớn trong thành phố. Bản chất của Vương Đại Lý đã được bộc lộ hết, cộng thêm nữ thần đang ở trước mặt, nên dùng tất cả vốn liếng hát mấy bài của Châu Kiệt Luân. Tôi ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, như chút được gánh nặng, cứ để hắn diễn đi. Đột nhiên Trương Diễm lại gần tôi nói, tiểu soái ca, anh thực ra đang độc thân đúng không? Có bạn gái sao không gọi ra đây chơi? Nàng tương đối bận rộn. Tôi đáp, hừm, chỉ nói dối tôi. Anh tại sao không hát? Trương Diễm hỏi. Tôi không biết hát. Tôi lắc đầu. Thôi mà, hai ta xong ca bài hôm nay anh cưới em nhé, có được không? Trương Diễm nũng nịu kéo cánh tay của tôi. Tôi nhất thời da gà nổi toàn thân, liếc nhìn khuôn mặt hám trai của cô ta, đây đích thì là Vương Đại Lý phiên bản nữ mà. Cô ta cũng đang quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng trọng điểm, không, nếu cô ấy là con trai, có khi còn bỉ ổi hơn Vương Đại Lý. Thật may lúc này tình tiết mới bắt đầu phát sinh, tạm thời thu hút sự chú ý của Trương Diễm. Vương Đại Lý đang hát thì bị Diệp Thi Văn cắt ngang, cả hai cãi nhau ầm ĩ. Diệp Thi Văn nói là hắn còn chưa hát, mọi người cũng chưa hát, sao Vương Đại Lý lại hát liên tục mấy bài? Tôi vội đứng dậy làm hòa, có gì mà phải làm ầm lên đâu, mỗi người hát một bài là được mà. Diệp Thi Văn hừ một tiếng, rút thuốc ra, liếc mắt nhìn Hạ Manh Manh một cái rồi ra ngoài châm thuốc. Vương Đại Lý đưa mic cho Trương Diễm, thắc mắc, sao đồ uống còn chưa mang lên, để ta đi giục bọn họ. 10 phút sau, Vương Đại Lý bưng đồ uống cùng đồ ăn vặt đi vào, nhiệt tình mời mọi người. Trương Diễm nói, thật là thơm, Vương Đại Lý, anh gọi cả gà chiên cơ à? Là tôi mời, đêm nay cứ ăn thoải mái, không đủ thì gọi thêm. Đại Lý đắc ý nói, gà chiên trong quán đắt lắm đấy, anh thật là hào phóng. Trương Diễm khen, ha ha, chuyện nhỏ. Chúng tôi cầm ly nước của mình lên, định uống thì đột nhiên Diệp Thi Văn đẩy cửa bước vào nói, Manh Manh, đừng uống vội. Tất cả ngớ người, Diệp Thi Văn lấy cái ly nước hoa quả Manh Manh đang cầm dơ lên ánh đèn, sau đó đem cho mấy người chúng tôi xem, nhìn xem, có một viên thuốc nhỏ sủi bọt bên trong. Sau đó hắn nặng nề đặt ly nước xuống bàn, chỉ Vương Đại Lý mắng. Vừa nãy ta đi toilet phát hiện tiểu tử này lén lén lút lút bỏ viên thuốc kia vào, thật là bỉ ổi, lại dám làm chuyện này với Manh Manh của ta. Trương Diễm cũng sợ, vội kiểm tra ly đồ uống của mình. Vương Đại Lý, sao anh có thể làm chuyện này, bỏ thuốc tiểu hạ? Hạ Manh Manh càng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, đưa tay che miệng, dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Đại Lý. Vương Đại Lý trợn to hai mắt, hướng ánh mắt cầu cứu sang tôi, với sự thấu hiểu của tôi, hắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này. Diệp Thi, Văn Diễu Võ Dương Oai, định đưa Hạ Manh Manh rời đi, Đại Lý mặt như sắp khóc đến nơi, giờ tôi không đứng ra sao gọi là anh em. Tôi nói, ngươi có bằng chứng gì chứng minh là Vương Đại Lý bỏ thuốc? Diệp Thi Văn hừ lạnh một tiếng, như thế mà còn không gọi là bằng chứng à, đồ uống tự tay hắn mang tới, ngoài hắn ra có ai động tay vào đâu. Tôi cười khổ, chuyện này căn bản là vô lý, trước mặt nhiều người như vậy mà bỏ thuốc một cô gái, sẽ chẳng đạt được mục đích, mà còn đem đến tác dụng ngược lại. Ta không biết, có thể do bạn của ngươi ngu dốt. Diệp Thi Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vương Đại Lý nhảy cẫng lên, Diệp Thi Văn, ngươi nói ai ngu dốt, nhất định là tiểu tử ngươi bày chuyện. Mẹ kiếp, còn dám ngậm máu phun người, rõ ràng chính là ngươi làm ra. Diệp Thi Văn giận dữ nói, ta thề với trời, tuyệt đối không bao giờ ta làm loại chuyện này. Hừ, thề thốt gì đều vô dụng, sự thật bày ra trước mắt đây này. Cả hai càng cãi càng hăng, mắt thấy sắp có đánh nhau, tôi vội khuyên nhủ, dừng lại hết đi, nói miệng thì vô chứng. Hay là chúng ta dùng chứng cứ để nói chuyện? Chứng cứ? Cả hai đồng thanh, Diệp Thi Văn hỏi, cái này còn không tính là chứng cứ sao? Chứng cứ gì? Ngươi đã giám định viên thuốc xem có thành phần hóa học gì chưa? Vân tay trên ly đã so sánh chưa? Ít nhất cũng phải xem camera giám sát, chẳng phải sẽ rõ. Tôi phân tích, Diệp Thi Văn cười lạnh, còn đòi xem camera giám sát, ngươi nghĩ ngươi là cảnh sát à? Các ngươi ngồi đây chờ một lát, ta xuống quầy ba. Nói xong, tôi đẩy cửa rời đi, đột nhiên Diệp Thi Văn gọi tôi lại, đứng lại.
Thấy vẻ mặt của hắn có chút gì đó, tôi thoáng hiểu ra, chính là hắn nghĩ tôi là một sinh viên, chẳng thể nào xin trích xuất camera được, nên định nói rồi lại thôi, quay đầu về chỗ ngồi. Cứ đợi đi, lát nữa ta cho người muốn khóc cũng không khóc được. Tới quầy ba, tôi trực tiếp nói với lễ tân, màn hình giám sát nơi này ở đâu, ta muốn xem qua khoảng thời gian tầm 9 giờ 30 phút. Lễ tân nổi giận, ngươi là cái thá gì, camera giám sát ngươi muốn nhìn là nhìn ư. Tôi đưa giấy chứng nhận của lão tôn cho hắn xem, lễ tân lập tức quay ngoắt 180 độ, nói vừa rồi vô lễ. Sau đó hắn nói hắn không có quyền quyết định, phải xin phép cấp trên, lại hỏi có phải tôi đang điều tra vụ án nào không. Tôi ném cho hắn một câu, đừng nói nhảm, ta đang điều tra một nghi phạm, nhanh lên một chút. Đây cũng là cách nói chuyện tôi học được khi giao tiếp với cảnh sát bấy lâu, đôi khi mang ra dùng cũng rất hữu dụng. Lễ tân gọi điện, sau đó bảo một nhân viên phục vụ dẫn tôi vào phòng giám sát, dọc đường đi thái độ rất cung kính. Mấy cơ sở giải trí này ít nhiều đều có mờ ám, trông thấy cảnh sát thì như chuột thấy mèo. Tôi xem màn hình giám sát 10 phút trước, Vương đại lý đi lấy đồ uống, sau đó qua bên cạnh lấy gà chiên. Đúng lúc này, một nam sinh cao gầy đeo kính tới gần quầy bar, đưa tay lên miệng ly, mặc dù hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn thả một thứ vào trong ly. Tôi thầm cười lạnh, Diệp Thi Văn ơi Diệp Thi Văn, ngươi tự cho mình là thông minh à? Tôi nói với nhân viên giám sát, đoạn video này trích lại cho ta, có USB không, ta mượn mấy phút rồi trả cho ngươi. Được được, đồng chí cảnh sát, ngài chờ một lát. Nhân viên giám sát rất nhanh copy cho tôi đoạn video đó. Tôi cầm USB trở lại phòng hát, Diệp Thi Văn và Vương đại lý đang cãi nhau mặt đỏ tía tai, Hạ Manh Manh thì đã cầm túi lên chuẩn bị về. Tôi la lớn, mọi người im lặng đã, đâu còn có đó. Phía sau màn hình karaoke có cổng USB, cắm vào đó có thể xem video, đoạn phim sắp tới cảnh kia, Diệp Thi Văn bối rối đưa tay định tắt TV, tôi ngăn trước mặt hắn, cười lạnh, ngươi định làm gì? Mặt hắn trắng bệch, môi run run. Tôi nói, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Ngồi xuống cho ta. Hắn lúng túng ngồi về chỗ. Lúc video chiếu tới đoạn hắn bỏ thuốc, Trương Diễm kêu lên, trời ạ, sao ngươi có thể làm chuyện bẩn thỉu này, ta đúng là nhìn lầm người. Diệp Thi Văn mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cười ngượng, mọi người nghe tôi giải thích đã. Hắn móc trong túi ra một vỉ thuốc, trên đó thiếu một viên, thực ra vừa rồi là tôi đùa mọi người chút thôi, đó không phải thuốc mê hay gì đâu, là vitamin tôi thường uống, không tin tôi uống cho mấy người nhìn. Sau đó hắn cầm cái ly lên, uống một hớp lớn, mấy người nhìn xem, đâu có sao, chỉ là đùa chút thôi. Lời còn chưa dứt, Hạ Manh Manh hắt luôn cốc nước vào mặt hắn, dẫn đến xanh mặt, nàng nặng nề đặt ly xuống, quay đầu rời đi. Manh Manh, nghe ta giải thích. Diệp Thi Văn định đuổi theo, Vương đại lý trực tiếp một quyền đấm vào mặt hắn, hai người vật lộn trên salon. Trương Diễm nhảy cỡn lên, giọng the thé kêu, hai người đừng đánh nhau nữa. Tôi ngao ngán, Vương đại lý tại sao không biết nắm bắt thời cơ quan trọng, cơ hội tốt như vậy mà không đưa Manh Manh về, mà còn ở đây gây sự. Hạ Manh Manh là con gái, về trường giờ này muộn như vậy khiến người khác không yên tâm, tôi cũng chẳng khuyên được hai tên đang hang máu, đành đuổi theo. Chương 98, Thám hiểm nhà ma. Tôi đuổi kịp Hạ Manh Manh ở dưới lầu, nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay lại nhìn. Khuyết điểm cứ nói chuyện với con gái là xấu hổ lại bộc lộ, tôi ấp úng, đêm muộn rồi, để tôi đưa cô lên xe. Nàng khẽ mỉm cười, cảm ơn, đi chung với một cô gái xinh đẹp, thật là bối rối. Tôi giải thích một chút vì sao mà đại lý không tiễn nàng, vừa nghe thấy hai người đánh lộn, Manh Manh lo lắng, anh bảo Vương đại lý. Đừng chấp nhặt với loại người như vậy, ban nãy trong quán hát, hắn còn muốn sờ tay tôi ghét nhất là loại con trai bên ngoài rát vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Cũng không thể trách mình hắn, dù sao cha mẹ hắn ly hôn sớm, không được quan tâm dạy dỗ. Tôi đáp, Hạ Manh Manh cười phì một tiếng, anh cũng quá lợi hại đi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, để giúp huynh đệ có cơ hội, tôi liều mạng lái sang chuyện khác, khen đại lý là người nghĩa khí, lại biết quan tâm phụ nữ. Tôi cảm giác Hạ Manh Manh là một cô gái được dạy dỗ rất tốt, tôi nói một câu nàng lắng nghe một câu, rất là nghiêm túc. Nàng hỏi tôi, anh tên là Tống Dương. Tôi ngớ người, nói về đại lý nãy giờ, sao tự nhiên lại chuyển hướng qua tôi, đành đáp, đúng vậy. Nàng cười,
Tôi có cảm giác anh không giống một sinh viên. Tôi giống cái gì? Côn đồ hay các ké xã hội? Tôi cũng cười. Không, không, tôi thấy vẻ ngoài anh rất ngây thơ, nhưng nội tâm lại rất chững chạc. Hạ Manh Manh suy nghĩ, nói, không đến nỗi khoa trương vậy chứ, tôi sinh năm 95 thôi. Tháng mấy? Tháng 10. Tôi còn lớn hơn anh đấy, tôi sinh tháng 3. Hạ Manh Manh cười hiền. Ồ, tôi suy nghĩ, chủ đề là gì bây giờ? Phải rồi, khen đại lý, Hạ tỷ tỷ, đại lý nhà ta hắn. Hạ Manh Manh lại cười, Tống Dương, anh học điện tử thật à? Kết quả chúng tôi trò chuyện cả đường đi, cho tới khi nàng lên xe, Hạ Manh Manh còn xin số điện thoại của tôi. Trên xe còn nhắn tin, tối nay cảm ơn anh, hy vọng sau này có thể làm bạn. Tôi suy nghĩ một chút, làm bạn với tôi là ý gì, liệu Vương Đại Lý có cơ hội không? Trở về phòng hát, Vương Đại Lý với Diệp Thi Văn đã mệt, buông nhau ra mỗi người ngồi một góc, mặt đầy vết bầm. Trương Diễm thì đang hát bài chia tay vui vẻ. Manh Manh đâu? Đại Lý hỏi tôi. Ta đưa cô ấy lên taxi, phải rồi, ta xin số cô ấy giúp người đấy. Tôi đáp. Vương Đại Lý vô cùng cao hứng, nói mấy hôm nữa sẽ mời tôi ăn cơm, thuận tiện khinh miệt liếc Diệp Thi Văn một cái. Xảy ra chuyện như vậy mà ba người vẫn còn muốn hát cho xong mới về trường, tôi thật bái phục. 10 rưỡi tối, Diệp Thi Văn lại chở chúng tôi về. Vốn là hắn không định chở đâu, nhưng tôi ghé tai hắn nói, ta có quen một biên tập báo nhà trường, có muốn sự tích tối nay được lan truyền trong toàn khoa không? Hắn trừng mắt lườm tôi, chẳng thể làm gì khác đành đưa chúng tôi về. Chẳng ngờ chuyện không muốn lại xảy ra, giữa đường thì xe của hắn bị hỏng. Đại lý nói, xe ngươi là đồ dởm à, đang đi lại chết máy. Diệp Thi Văn cả giận mắng, ngươi cứ lắm lời, ta vứt ngươi ở đây đấy. Diệp Thi Văn xuống mở cốp kiểm tra động cơ, Trương Diễm thì tranh thủ chạy vào bụi cây giải quyết nỗi buồn. Đoạn đường này tương đối vắng vẻ, Trương Diễm lúc trở về vội vội vàng vàng, nói, đằng kia có một ngôi nhà, hình như là biệt thự, nhưng không hề bật một cái đèn nào, liệu có phải nhà ma không? Nhà ma thì có gì đáng sợ? Vương Đại Lý vinh váo vỗ ngực, không phải nói phét, ma quỷ ta đây gặp nhiều rồi. Đúng lúc này Diệp Thi Văn đang cúi đầu trước xe hỏi, các ngươi có ai mang nước không? Sao vậy? Tôi hỏi, ta quên đổ nước làm mát vào két, khô cong hết rồi, đổ nước mới đi được. Diệp Thi Văn giải thích, chẳng ai mang theo nước uống, trên xe chỉ có mỗi cái vỏ chai rỗng, tuy nói có thể dùng cách cùi bắp là đi tiểu vào, nhưng có con gái ở đây chẳng ai tiện nhắc tới. Con trai chỉ cần ở trước mặt con gái, thì cho dù có xinh hay không cũng tương đối dè dặt. Quanh đây cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi nào. Diệp Thi Văn ngồi vào buồng lái, buồn buồn châm thuốc hút. Đột nhiên hắn vỗ trán, ồ, ven đường chẳng phải có nhà dân sao? Trương Diễm nói, cái gì, ngươi định tới căn nhà đó xin nước? Ta thấy ở đó quá âm u, đáng sợ lắm. Xin nước thì có gì mà phải sợ, chúng ta bốn người cơ mà. Diệp Thi Văn nói, ngộ nhỡ nhà đó không có ai ở thì sao? Trương Diễm hỏi, không có người thì cũng có vòi nước chứ, ta tới lấy nước rồi đi luôn, không thể nói ta đột nhập nhà riêng được. Diệp Thi Văn thở dài. Tuy nói Diệp Thi Văn rất đáng ghét, nhưng nếu không về ký túc trước 11 giờ sẽ rất phiền toái, chúng tôi chẳng còn cách nào. Hắn khóa xe lại, bốn người cầm chai rỗng tới căn nhà kia xin nước. Vạch bụi cây rậm rạp ra, trong bóng tối hiện lên một căn nhà hai lầu kiểu Âu sừng sững. Căn nhà có phong cách rất quý phái, nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác không thoải mái, cảm thấy áp lực vô hình, chẳng lẽ là do phong thủy không tốt. Trước cửa là một con đường bằng đá, nhưng cỏ dại đã mọc đầy, xung quanh có mấy bãi phân khô, không biết là của con người hay động vật. Cửa sổ thủy tinh đối diện đường cái đều vỡ toang, xem ra đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Trương Diễm lắp bắp, căn nhà này đáng sợ quá, Diệp Thi Văn hay là ngươi vào một mình đi. Diệp Thi Văn nổi giận, đồ nhát chết, trên đời này làm gì có ma quỷ, đừng lề mề. Vương Đại Lý la lên, ngươi vào thì ta vào, xem ai sợ ai. Tôi nhàn nhạt xua tay, vào thôi. Trương Diễm bị bỏ lại một mình, thấy ba chúng tôi đẩy cửa bước vào vội vã kêu lên, chờ chút, cho ta vào với. Vừa vào trong nhà là phòng khách, vách tường lâu ngày dầm mưa dãi nắng đã bong chóc, rèm cửa sổ cũng rách tứ tung. Mỗi khi có gió thổi thì đung đưa quái dị, sàn nhà bằng gỗ, dẫm lên kêu cót ca cót két. Hướng ra phía cửa là một cầu thang hình chữ U, ánh sao nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khung cảnh y hệt như trong phim kinh dị.
tới chân cầu thang, Diệp Thi Văn nhíu mày do dự, Vương Đại Lý cười nhạo hắn, còn nói người khác nhát chết, giờ chính mình lại sợ à. Ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng tay lại đang nắm chặt tay áo tôi, chẳng qua là quá tối. Diệp Thi Văn kiếm cớ, ta sợ lúc leo cầu thang, không cẩn thận ngã xuống thì mất nhiều hơn được. Ngươi lấy điện thoại ra soi đèn đi, Đại Lý đề nghị. Điện thoại ta hết pin, ngươi đi trước dẫn đường đi. Diệp Thi Văn đáp, xin lỗi, điện thoại của ta cũng hết pin rồi. Vương Đại Lý lắc đầu. Tôi cũng nể hai tên này, nói, thôi, để ta đi trước, các ngươi theo sau. Với động U Chi Đồng, tôi căn bản không cần dùng điện thoại soi sáng, ung dung đi lên lầu. Ba người đắn đo một chút rồi mới lên theo, tôi quay đầu lại nhìn thấy ai cũng cầm điện thoại trong tay, đám này thật hết thuốc chữa. Đi lên được nửa đường, Trương Diễm đột nhiên hét lên, có ngón tay móc vào ta, có, ngón tay móc vào ta. Quay đầu nhìn lại, thì ra cô ta bị một đoạn dây điện mắc vào, Trương Diễm xấu hổ cười gượng. Trên lầu 2 rất nhiều phòng, tôi bảo mọi người dừng một chút, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Vương Đại Lý hỏi tôi đang nghe ngóng cái gì, có phải là có ma không? Ma quỷ thì có gì đáng sợ, con người mới đáng sợ. Tôi nói, đừng nói đùa, nơi này làm gì có người. Diệp Thi Văn khinh thường nói, ngươi chắc chắn chứ? Loại nhà bỏ hoang này thường có mấy tên vô gia cư ngủ, thậm chí có cả tội phạm giết người lẩn trốn. Tôi nghiêm mặt nói. Lời vừa nói ra, cả ba sắc mặt trắng bệch, tôi không hề có ý hù dọa, đây là sự thật, chỉ nói để cho họ chuẩn bị tâm lý. Tôi nghe ngóng xong, cảm thấy ở đây không có người thì khỏi sợ. Thực ra tôi chẳng quan tâm tới mấy thứ hão huyền, cho dù bây giờ có ma nữ sổ ra, tôi cũng chỉ hơi hoảng mà thôi. Chúng tôi lần lượt kiểm tra từng phòng, Trương Diễm ấp úng nói, nhà vệ sinh chẳng phải đều đặt ở cuối hành lang sao? Đúng, chúng ta tới đó. Tôi gật đầu, hành lang tối om, cảm giác giống như một đường hầm tăm tối, hôm đó lại không có ánh trăng. Tôi cố ý dừng một chút, để cho Diệp Thi Văn đi trước. Ai ngờ hắn cũng dừng lại, dùng ánh mắt liên tục ra hiểu cho tôi, đi đi, ngươi đi trước. Tôi cười nham hiểm. Sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, lùi về sau nói, không, không, ngươi đi trước đi, mắt ta cận nặng, sợ ngã lắm. Tôi âm thầm bật cười, sợ thì cứ nói là sợ, có ai chê cười ngươi đâu. Tôi liền đi lên trước, cuối hành lang quả nhiên là một nhà vệ sinh, nhưng không có nước, ống nước đã rỉ sét từ lâu. Diệp Thi Văn mắng chết tiệt, Trương Diễm hỏi, chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ trên xe ư? Ngủ đây cũng được mà, ở đây tốt hơn trong xe nhiều. Nói xong tôi kéo rèm phòng tắm một cái giọt, làm mấy người đều giật mình. Trương Diễm nói, Tống Dương, ngươi đừng làm ta sợ được không? Cái nơi quỷ quái này một giây ta cũng không muốn ở, vậy chúng ta ra ngoài xem có thể nổ máy xe không? Tôi gật đầu, chúng tôi đang định đi ra ngoài thì một căn phòng trong hành lang đột ngột mở cửa. Trương Diễm lắp bắp, sao cửa lại mở ra, có gió à? Trương Diễm ngó đầu vào bên trong nhìn, đột nhiên hét lên chói tai, khiến màng nhĩ tôi như muốn nổ tung. Hét xong, mặt cô ta đầy nước mắt quay ra, Diệp Thi Văn ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Trương Diễm run cầm cập, không nói nên lời, Diệp Thi Văn tự mình tới xem, sau đó hắn lùi lại, động tác cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tôi vỗ vai hắn một cái, hắn giật mình nhảy cẫng lên. Sao thế? Tôi cau mày hỏi. Trong phòng, có, người chết. Diệp Thi Văn thở hổn hển nói. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Khám nghiệm tử thi. Người chết, ngươi không nhìn lầm chứ? Tôi kinh ngạc. Không tin thì tự ngươi đi mà xem. Diệp Thi Văn hét lên. Đi, Đại Lý. Tôi nói, đi vào trong nhìn. Quả thật có hai thi thể, một cái nằm gần cửa, một cái nằm trên cửa sổ. Toàn thân đen bóng, da thịt bên ngoài đã hóa thành than. Phản ứng đầu tiên của tôi là bị người khác thiêu hủy, sau đó vứt thi thể. Thiêu hủy là phương pháp xóa DNA và chứng cứ rất hữu hiệu, nhưng một điều lạ là hai thi thể này lại mặc quần áo, hơn nữa quần áo còn rất nguyên vẹn. Vương Đại Lý thất kinh kêu lên, Dương Tử, đúng là xác chết. Ở nơi hẻo lánh ngoại ô này, bị chọn làm địa điểm vứt xác cũng không có gì lạ, để ta gọi cho Hoàng Tiểu Đào. Vừa cầm điện thoại lên, Diệp Thi Văn và Trương Diễm nháo nhác ngó vào bên trong,
Diệp Thi Văn hạ thấp giọng, nói, ngươi điên à, báo cảnh sát làm gì, mau đi thôi. Tôi chả quan tâm tới hắn. Hắn lại nói, cảnh sát bây giờ đều ngang ngược không biết lý lẽ, nói không chừng tới khi không bắt được hung thủ liền bắt chúng ta gánh tội thay. Trương Diễm cũng hùa theo nói, đúng vậy, đừng báo cảnh sát, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, mau đi thôi. Tôi thầm nghĩ, hai người này nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Cảnh sát phá án là rất công tâm, người báo án bị giam giữ thì có thật, nhưng đó là bởi vì hắn quả thật có hiểm nghi. Lúc này điện thoại đã kết nối, Hoàng Tiểu Đào lười biếng nói, tiểu hỗn đản, đêm hôm khuya khoắt gọi cho tỷ làm gì? Tỷ vất vả lắm mới chợp mắt được, khả năng tối nay cô phải mất ngủ rồi, ở đây tôi phát hiện hai xác chết. Tôi đáp, đầu dây bên kia chợt vang lên một tiếng choang, tôi vội hỏi có chuyện gì, Tiểu Đào tức giận nói, đưa tay bật đèn không may làm rơi vỡ cái ly rồi, là ly mác tôi thích nhất. Tôi cười, để tôi mua đèn cho cô, mau tới đây, địa chỉ là. Tôi liếc mắt ra hiệu cho đại lý, hắn dùng điện thoại xác định vị trí, nói cho tôi để tôi báo với Tiểu Đào. Được, bây giờ tôi lập tức kêu trụ sở xuất người, anh ở đó bảo vệ hiện trường cho tốt. Hoàng Tiểu Đào vội vã nói. Cúp điện thoại, Diệp Thi Văn và Trương Diễm đều há hốc mồm, Diệp Thi Văn lắp bắp, ngươi quen cảnh sát thật à? Ta còn gạt ngươi sao? Tôi cười. Diệp Thi Văn luống cuống, kia. Ta đi trước đây. Xe không nổ máy được, ngươi có thể đi đâu? Ở lại đây đi, lát nữa còn phải lấy khẩu cung. Cái gì? Còn phải lấy khẩu cung. Trương Diễm kinh hãi, chúng ta chẳng làm gì cả, ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Tôi cảm thấy buồn cười, người thường vừa nghe thấy lấy khẩu cung hay tới đồn cảnh sát thì liền sợ hãi. Thực ra cảnh sát cũng chỉ làm công việc của mình. Để xoa dịu hai người, tôi nói, được, ta sẽ làm chứng cho các người. Tôi quay qua đại lý, xem ra tối nay bận rộn rồi, ngươi bắt taxi về trường, mang vật dụng của ta tới đi. Được, Vương đại lý sảng khoái đáp ứng, tiện thể ta mang cho ngươi chút đồ ăn, tối nay khả năng lại phải thức đêm. Đi nhanh về nhanh, trên đường nhớ cẩn thận. Biết rồi. Nói xong Vương đại lý liền rời đi, Diệp Thi Văn hỏi tôi, Tống Dương, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Là sinh viên giống như ngươi thôi. Tôi nhàn nhạt, nói. Diệp Thi Văn đầy vẻ nghi ngờ, có lẽ là do hai cái xác đang ở đây khiến hắn căng thẳng, định châm thuốc hút. Tôi bảo hắn đừng có hút thuốc ở đây, vứt cho với tàn thuốc ở hiện trường sẽ rất phiền toái, không cẩn thận còn bị tạm giam điều tra. Nghe tôi nói vậy hắn liền từ bỏ ý định. Trong khi chờ Tiểu Đào tới, tôi cẩn thận nhìn qua hai thi thể một chút. Nhìn đặc điểm bên ngoài không bỏ sót chi tiết nào, nhưng vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là chết cháy ngoài ý muốn hay là bị người khác giết rồi đốt xác, tôi sợ để lại vân tay nên không động vào. Từ quần áo, vóc dáng hai thi thể suy đoán đều là nam giới, một người tuổi khoảng 30, người còn lên cỡ 40 tuổi. Bọn họ chẳng những mặc quần áo, đi tất, mà thậm chí còn đeo đồng hồ, nhẫn vàng, khiến tôi không hiểu dụng ý của kẻ vứt xác. Tôi lục soát căn phòng một chút, phát hiện bên trong có hai cái túi ngủ, bên cạnh có một ba lô, đúng lúc tôi đang suy nghĩ, sau lưng bỗng có tiếng đóng cửa, sau đó là giọng Trương Diễm hét chói tai. Lúc này tôi mới phát hiện hai người nãy giờ cứ đi theo tôi, Trương Diễm lắp bắp, cửa. Cửa bị ai đóng vậy? Chắc là gió thổi. Tôi bước tới đẩy cửa ra. Nhưng đối diện cánh cửa này là tường, không thể có gió thổi tới. Hơn nữa không khí trong hành lang rất âm u, âm thanh lạch cạch truyền tới từ nơi nào đó, nghe cứ như có người đang nhai đậu, tôi thầm nghĩ căn nhà này quả là có mấy phần quỷ dị. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thi Văn và Trương Diễm sợ hãi tới mức cắn 10 đầu ngón tay, hai mắt trừng thật to, dáng vẻ rất đỗi buồn cười, không sao đâu, có ta ở đây rồi. Ngươi có nghe thấy tiếng động gì không? Trương Diễm sợ hãi hỏi. Đừng nghĩ lung tung nữa, nếu không có việc gì làm thì lấy điện thoại ra mà lướt Weibo, ở những nơi như thế này, càng suy nghĩ lung tung thì càng sợ hãi. Ngươi, sao ngươi chẳng sợ chút nào vậy? Cái này có gì đáng sợ đâu, bình thường ngươi không xem phim kinh dị à? Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, một nhóm người đi lên, nhìn thấy Trương Diễm và Diệp Thi Văn, Hoàng Tiểu Đào hỏi, đây là bạn học của anh à? Cứ coi là như vậy đi, đưa tôi găng tay cao su nào. Tiểu Chu đưa găng tay cho tôi, đeo lên sau đó chuẩn bị khám nghiệm. Diệp Thi Văn và Trương Diễm nhìn tôi tới rớt con ngươi ra ngoài. Lúc trước có đánh cược với Diệp Thi Văn nếu tôi quen một cảnh sát hình sự hắn sẽ phải gọi tôi là cha.
Vốn tôi định bắt hắn thực hiện ngay lúc này, bắt hắn gọi một tiếng cha để dập tắt oai phong. Nhưng tôi quá tò mò về hai thi thể, cho nên cũng lười nhắc lại. Tôi vừa lật thi thể vừa nói sơ qua cho Tiểu Đào hoàn cảnh tìm thấy hai cái xác, Diệp Thi Văn và Trương Diễm cũng đang phải lấy khẩu cung. Tôi bảo Tiểu Đào, phải rồi, tiểu tử kia bị hỏng xe, trên xe cô có nước thì cho hắn một chai, quá muộn sợ không về trường được. Ha ha, tiểu tử nhà anh, sau lưng tôi dám tổ chức liên nghị hội với cô gái khác. Tiểu, Đào đưa tay véo tai tôi, thành thật khai báo, có phải anh đang tìm cô gái tóc dài đáng yêu trong mộng không? Hoàng Tiểu Đào chỉ làm ra vẻ, tôi cũng phối hợp cầu xin, cô tập trung vào việc chính có được không? Tôi đã nói tối nay thuần túy là giúp Vương Đại Lý, cái gì mà liên nghị hội, ba chữ đó viết thế nào tôi còn chẳng biết. Hừ, tỷ cũng biết, dù ngươi có ý đồ xấu xa này, cũng không có gan làm. Tiểu Đào hơ hơ nắm đấm nói. Tôi bắt đầu khám nghiệm, xương khớp trên thi thể đều nguyên vẹn, nhìn biểu hiện nét mặt, xem ra trước khi chết họ chịu đau đớn rất nhiều. Chương 100, 10 bí ẩn lớn chưa có lời giải. Tôi cạy miệng thi thể ra, theo thần thiên sử án viết, nếu người chết do bị cháy, miệng, mũi và khí quản sẽ hít vào một lượng lớn cho bụi, nhưng khoang miệng hai người này rất sạch sẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có một điểm khả nghi khác, đó là bất kể bị chết cháy hay bị đốt xác, protein trong cơ thể bị nhiệt độ nung và đông đặc lại, khiến cho thi thể thường tạo ra tư thế quyền đấu, chính là cẳng tay giơ cao, hai bàn tay nắm chặt, giống như thế phòng thủ của một võ sĩ. Nhưng đặc điểm này lại không có trên hai cái xác, điều này khiến tôi nghi hoặc bọn họ bị đốt chết hay thế nào. Tôi bảo Tiểu Chu cho mượn một con dao mổ, rạch một khối da nhỏ kiểm tra, phát hiện da thịt rất giòn, máu bên trong bị hơ khô, đây rõ ràng là đặc điểm chung của việc chết cháy và đốt xác. Tôi chỉ có thể nói, hai cái xác này từ đầu tới cuối rất mâu thuẫn lẫn nhau. Chết cháy và đốt xác là vấn đề rất khó phân biệt đối với ngũ tác cũng như pháp y. Đề hình quan Tống Từ đã từng phải thiêu cả heo sống lẫn heo chết để làm thí nghiệm, tìm ra điểm khác nhau. Nhưng hai thi thể này không hoàn toàn giống như chết cháy, cũng chẳng hoàn toàn giống như bị đốt xác, khiến tôi vô cùng hồ nghi, tâm lý cũng hưng phấn lên. Điều này giống như một nhà toán học gặp phải bài toán hóc búa vậy, con người của tôi quả thật biến thái. Tôi ngửi ngửi một chút, trên thi thể có mùi gì đó gây gây, nhưng không phải xăng hay dầu hỏa, hoặc cồn và các chất dễ cháy khác. Tôi không thể xác định là cái gì, liền đưa miếng da mới cắt cho Tiểu Chu, bảo hắn về làm hai xét nghiệm. Một là thành phần chất dẫn cháy, hai là hàm lượng HB, tức là carboxy hemoglobin trong máu. Hàm lượng hòa bình là một sản phẩm được hình thành do sự kết hợp giữa oxy và hemoglobin trong một môi trường cực kỳ thiếu oxy, nếu vượt quá một lượng nhất định sẽ gây ra cái chết. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá cái chết là chết cháy hay bị đốt xác. Thực ra cũng có thể dùng mắt thường để đánh giá cái này, nếu trong cơ thể hàm lượng HB quá cao, thì ban sẽ có màu đỏ tươi hoặc màu anh đào, nhưng hai cái xác này thì không. Tôi bảo Tiểu Chu xét nghiệm cũng vì lý do an toàn, dù gì hai cái xác này cũng quá là kỳ lạ. Tôi còn cắt một mảnh quần áo nhỏ, bảo hắn xem trên quần áo và bề mặt cơ thể, có cùng thành phần dẫn cháy không? Tiểu Chu bỏ mẫu vật vào túi ni lông, cười nói, Tống Đại Thần Thám, có phải ngươi quên cái gì không? Quên cái gì? Tôi tò mò. DNA chứ cái gì nữa? Thứ quan trọng như vậy mà không xét nghiệm. Tiểu Chu nói. Tôi cười. Thứ này mà cũng cần ngươi phải nhắc ta à? Tôi nói với hắn. Bây giờ còn chưa xác định được thân phận người chết. Xét nghiệm ADN chẳng có chút ý nghĩa nào. Để tiết kiệm bước này, ngày mai ngươi tới mấy bệnh viện nha khoa trong thành phố đi. Vừa nói tôi vừa cạy miệng thi thể có tuổi lớn hơn. Bảo Tiểu Chu nhìn hai hàm răng bên trong. Hắn soi đèn pin, nói, là người có tiền, răng bọc vàng. Mắt ngươi có vấn đề à, đây là răng sứ Palladium. Tôi bĩu môi. Tiểu Chu nhìn kỹ lại, hiểu ra, đúng đúng, ta nhìn nhầm, quả thật không phải là vàng. Răng sứ Palladium là một loại răng giả khá xa xỉ, đắt hơn răng vàng. Tôi thấy nha sĩ ở thành phố Nam Giang có thể làm loại này không quá 5 người, bảo Tiểu Chu làm một mô hình răng mẫu để xác định danh tính. Về phần cái xác còn lại, để cảnh sát từ từ điều tra đi, biết được danh tính một trong hai, sẽ có thể lần mò được người kia, sau đó mới dùng DNA để xác định chắc chắn. Tiểu Chu nhìn tôi say đắm, tôi hỏi hắn bị làm sao vậy, chẳng lẽ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Hắn nói, Tống Dương,
Ngũ tác các ngươi và bác sĩ pháp y rất tương đồng, ta nghĩ nếu ngươi đi thi, nhất định là nửa phút đã đoạt được giấy chứng nhận hành nghề pháp y, đấm chết cả đám pháp y lão làng. Tôi cười, cần gì phải giấy hành nghề, chẳng phải bây giờ cũng đang phá án sao? Ngươi mau đi đi. Không còn chuyện gì à? Tiểu Chu hỏi. Không, vân tay và tóc ta tự lấy, để lại cái đèn tử ngoại cho ta, tổ kỹ thuật về trước đi. Chờ tổ kỹ thuật đi khỏi, Tiểu Đào cười híp mắt nhìn tôi, trông anh ra lệnh rất có dáng dấp lãnh đạo đấy, hay là lần này giao cho anh làm tổ trưởng tổ chuyên án nhé? Không, tôi không vượt chức phận đâu, làm chư hầu thích hơn làm thiên tử, nhàn nhã hơn. Này, anh nói tôi là thiên tử, trong lòng anh tôi là Võ Tắc Thiên à? Hoàng Tiểu Đào cả giận nói, nhưng Võ Tắc Thiên là đại mỹ nhân mà. Tôi giải thích, ha ha, tôi tạm chấp nhận lời khen này của anh. Tiểu Đào chuyển từ giận sang đắc ý. Tôi ghé tai sát vào thi thể, bắt đầu thính cốt biện âm. Dùng một tờ giấy ngăn cách, nói chúng là nội tạng người bị đốt chết sẽ có một chút biến đổi, ví như phổi tụ máu, phồng rộp, thận sưng to, vân vân. Nhưng hai thi thể lại không có đặc điểm như vậy. Ngoài ra tôi nắm được, thời gian tử vong đã là 10 ngày trước. Tôi bảo Tiểu Đào lấy cho mình một cái kéo. Khi cắt quần áo thi thể xuống, tôi phát hiện một điều rất kinh ngạc. Đó là đồ lót và phần da bị cháy của nạn nhân dính liền vào nhau, rất khó lột ra. Tôi kết luận, nạn nhân bị đốt khi mặc quần áo. Nhưng quần áo của họ chẳng hề hư hao, chẳng lẽ đây là tin đồn cơ thể tự bốc cháy từ bên trong? Hoàng Tiểu Đào che miệng. Cơ thể, con người tự bốc cháy là một trong 10 bí ẩn trên thế giới chưa có lời giải. Đã từng có một ông lão nằm trên giường con gái ngửi thấy mùi khét da thịt, vén chăn lên nhìn, thì phát hiện cơ thể ông lão đã bị cháy một nửa, nhưng chăn lại y nguyên không hề bị gì. Nước ngoài cũng có bài báo nói về việc cơ thể tự bốc cháy. Nạn nhân đang đi trên đường, đột nhiên toàn thân bốc lửa, người xung quanh phải dùng vòi nước dập tắt, sau đó nạn nhân ngã ra bất động. Lúc giải phẫu phát hiện bên trong cơ thể đã cháy thành than. Còn có một cô gái, lúc đang cầu nguyện tại giáo đường, đột nhiên quỳ xuống bất động, mọi người lúc đầu không phát hiện được, sau đó mồm miệng cô ta bốc khói, mới kinh hãi nhận ra cô ta bị chết cháy. Toàn bộ nội tạng biến thành than, nhưng da thịt lại chẳng hề tổn hại. Nghĩ tới đây, lại nhìn hai cái xác quỷ dị này, tôi thở dài, rất khó nói. Hoàng Tiểu Đào cười, lần đầu tiên thấy anh gặp khó khăn, bất ngờ thật đấy. Cô còn cười trên nỗi đau của người khác được à, phá không được án người bị chửi không phải là tôi đâu đấy. Tôi châm chọc, phải rồi, tiểu người hầu của anh đâu? Tôi bảo hắn về trường lấy đồ đạc rồi. Nhắn Tào Tháo là Tào Tháo tới. Vương đại lý xách một túi đồ đi vào, trông thấy Tiểu Đào thì nịnh hót mấy câu, sau đó đưa túi cho tôi. Tôi lấy thính cốt mộc ra cẩn thận nghe lại một lần nữa, cũng không phát hiện được gì. Lần này ô đỏ đã sửa xong, tôi mở ra, chuẩn bị xem một chút xem có ngoại thương không, sai đại lý bật đèn lên. Tia tử ngoại xuyên qua tán ô, chiếu lên thi thể, cả thi thể hiện lên một màu đỏ nhạt, tôi di chuyển từ từ, nhưng di chuyển một vòng mà chẳng thấy có gì hiện lên. Trên quần áo có mấy cái vân tay, nhưng xem qua thì hình như là do chính nạn nhân lưu lại. Tôi bảo Tiểu Đào lấy máy ảnh chụp mấy thứ này. Thu ô lại, tôi thở dài, chưa lần nào là gặp được dấu vân tay hoàn chỉnh mà hung thủ để lại cả. Hoàng Tiểu Đào tinh nghịch nói, tôi biết anh chỉ nói miệng vậy thôi, chứ gặp vụ án đơn giản như vậy chắc chắn anh sẽ kêu nhàm chán. Tôi cười, sao cô hiểu tôi rõ vậy? Cắt, tỷ đây còn chẳng đi guốc trong bụng người. Vương đại lý ở bên cạnh mặt đầy kinh ngạc, nói, có thể ư, hai người chẳng phân biệt hiện giờ đang là lúc nào, còn nhét cho ta đầy cẩu lương. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt, còn nói bậy bạ, ta còng tay ngươi lại đấy, tin không? Tiểu Đào tỉ tỉ tha mạng. Vương đại lý chạy trối chết. Sau đó chúng tôi đi các phòng khác xem xét, ở xung quanh hai cái túi ngủ cũng tìm được mấy dấu vân tay, vài sợi tóc rụng. Tôi di chuyển tán ô, chiếu lên mặt đất, dấu chân xốc xếch hiện ra, bèn bảo Tiểu Đào chụp lại, sẽ phân biệt sau. Trong đó có hai dấu chân, hẳn là nạn nhân mang giày lưu lại, có thể kết luận, lúc ấy có vẻ nạn nhân gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Cho nên hoảng hốt chạy từ phòng này sang phòng khác, kết quả không thể chạy thoát, bị thiêu cháy thành than. Đúng lúc này, một tiếng hét, sợ hãi vang lên dưới lầu. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.